Nhà cửa là xong xuôi rồi ha, xong xuôi tươm tất, ít nhất phải như vậy chứ, mình là năm đại gia mà, thấy không? Đây rồi. Alo. À ha, bảy hot girl đó hả? Năm hot boy đây. À, gọi cho bảy là mời đám cưới thằng con trai. Ừ, trời ơi, 30 tuổi rồi mới lấy vợ được. Mừng quá. Tháng tới nha. Ừ. Thôi, chỗ tôi với bảy thân thiết quá nhà, coi như người trong nhà mà quà cáp làm chi, khỏi chuẩn bị gì hết. Cho cháu nó 5-7 ngàn đô được rồi. Ừ, vậy ha. Rồi thôi bye nha. Xong xuôi. Ai à, nghĩ là cũng thấy đỡ lo. Có thằng con năm nay là 30 tuổi rồi ha. Vậy mà chưa có vợ, rốt cuộc là cũng kiếm được con nhỏ cho nó. Ai, nghĩ tới nó mà nghĩ là cái thân mình thấy buồn. Mình đâu phải là xấu xí gì, tôi cũng đẹp trai gì chứ bộ, thấy không? Phong độ nè, có duyên nè. Oh yeah, tươi xanh nè, phải không? Vậy mà không ai, từ hồi bả mất đi là không ai thèm ngó tới. Giỡn chơi vậy thôi, chứ có người yêu tôi đó nha, vừa đẹp vừa nổi tiếng nữa đó. Biết ai không? Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Yêu thầm, lo cho tôi lắm. Trời ơi nè, mới tuần trước nè, thấy tôi còn mệt, thấy không? Nó là mua một đống đồ ăn đem tới cho tôi. Trời ơi, mấy người đồng nghiệp, mấy người bạn nói trời ơi, sao Duyên thương ông quá vậy? Đâu có biết rằng là sau khi tôi ăn hết đống đồ ăn đó, sao Kỳ Duyên tới, anh ơi, cho em xin 500 tiền đồ ăn đi. Bây giờ khó hiểu lắm, lòng dạ đàn bà. Đáng lẽ là tôi đáp lại tình yêu rồi đó, chứ ngặt cái là tôi ghét. Đi theo một Trấn Thành, thấy nó trẻ theo, ghét, quê quá, không có chấp nhận luôn. Bây giờ tôi đừng bây giờ mà nhắc Kỳ Duyên với Trấn Thành trước mặt tôi nha. Đấy, buồn là phải hát. Hát những bài hát mình tự sáng tác, tự chế luôn. Thầy coi. Hãy đến bên ta đêm nay càn chén chiều nồng, tin nuốt cho say để lòng ta quên lãng đi. Ơi dấu yêu người giờ đây đã bỏ ta đi, để cho ta buồn ta uống mãi thôi. Thôi, thôi, thôi. Thôi hãy nâng lên với ta một chén rượu nào, tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say. Trong trái tim này giờ đây đang rất yêu em, chờ nghĩ ta say ta không biết gì. Kỳ duyên của ta ơi, tao cứ đi mãi với thằng Trấn Thành. Nó nghe nói nó hôi lắm lại còn nói nhiều, giờ còn bị thêm tiểu đường. Kỳ duyên của ta ơi, tao nói đối xử với anh kỳ quá vậy. Nghe nói Trấn Thành không phải đàn ông mà ở kế bên em không làm được mẹ gì. Ghét là khác gì được. Dạy đi em Nam ơi. Cái gì vậy? Dạy đi em Nam ơi. Dạy đi, dạy đi. Cái gì vậy? Ai vậy? Dạy đi đừng có hùa nữa. Dạy đi. Dạy đi.
đi, chạy đi, lại đi. Ôi, mệt quá, mệt quá. Bỏ cái đường đó, chạy cho anh nhanh. Cầm cái đường chứ được mày. Chạy lại đi. Chạy bên kia đi, Thôi, đi, đi. Thôi, gắn đi. Bây giờ có chết nó không chạy nữa. Mệt rồi chết rồi. Có tự nhiên nhà cứ chạy tới chạy lui vậy ông nội. Nguy hiểm hả? Có chuyện xảy ra rồi. Nguy hiểm chuyện gì? Nguy hiểm chuyện gì? Ông tét cái đờn chứ ông đờn miết đó ông nội. Nói chuyện với cái đờn miết. Ông Mười à, cái chuyện gì vậy? Chuyện xảy ra rồi. Chuyện gì? Nguy hiểm. Cái gì? Câu chuyện này ảnh hưởng tới toàn nhân lụa, không phải mình tôi. Toàn nhân lụa ảnh hưởng, không phải mình tôi, không phải mình ông. Câu chuyện này ảnh hưởng phụ nữ có, con nít có, người già có, đàn ông có, đàn bà có, khúc giữa có. Khúc giữa gì? Thiệt. Khúc giữa là sao? Bê đê. Có. Thôi anh bình tĩnh đi, ngồi xuống đây uống miếng nước là nói. Không có ngầu được, này. Không có ngầu được. Câu chuyện này nè. Hả? Đây là một câu chuyện vĩ mô. Câu chuyện vĩ mô không phải là câu chuyện tầm thường. Hắn ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. Đây là một trong những câu chuyện mà ảnh hưởng tới người giữa có, người già có, phụ nữ mang thai có, con nít có, đàn ông có, đàn bò có. Khúc kia biết rồi. Đó. Ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. Đây là một trong những câu chuyện đó là ảnh hưởng về thiên văn hóa, vật lý hóa, trị liệu, giáo dục công dân. Anh nói gì tôi không hiểu gì chứ anh Mười. Không thể nào chấp nhận được. Không thể nào chấp nhận được một cái chuyện mà đang ảnh hưởng tới lùa người trên toàn nhân lụa. Một câu chuyện đau đớn sắp xảy ra mà có một người đứng đây vẫn nở nụ cười trên môi. Không chấp nhận được. Tôi cười hồi nào? Tôi xin nhấn mạnh là một lần nữa. Ừ. Đây là một trong những câu chuyện ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. À. Nó nguy hiểm. Thế giới sắp đi vào ngõ cụt. Tất cả chỉ còn là tro bụi. Tất cả chỉ còn là tro bụi. Cái gì vậy? Tôi xin nhắc lại một lần, đây là một câu chuyện ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. À. Phụ nữ có, đàn ông có, người già có, con nít có, khúc người giữa, lớn có. Khúc giữa có. Khúc giữa kệ cho anh đi. Cái gì vậy? Tôi xin nhắn mạnh, tôi không thể nào chấp nhận một người mà câu chuyện đau đớn sắp xảy ra cho người ta mà đứng đây vẫn nở nụ cười trên mông. Tôi cười thế nào? Cái miệng không cười mà cái bụng không cười. Tôi trời ơi, tôi khổ quá rồi. Anh nói, anh làm ơn anh nói từ từ lại, anh bình tĩnh, anh nói tôi nghe của anh Mười. Mười khó. Mẹ chả chả mát như cái đinh rách cho cái quần. Ơi khổ quá, con có bị gì không? Không đang đâu, có bảo hiểm rồi. Vậy hả? Bảo hiểm không? Ừ. Rồi, nói tiếp tôi nghe chuyện gì. Đây vậy? Là một trong những câu chuyện nó ảnh hưởng về thiên văn hóa, vật lý hóa, trị liệu, giáo dục công dân. Tôi yêu cầu anh phải tập trung tư tưởng để bàn về vấn đề này. Đây là một ngõ cụt, thế giới sắp điêu toàn, lùa người trên bờ diệt vong. Cái gì ghê vậy ông nội? Chuyện này chuyện lớn xảy ra, không thể nào chấp nhận những con người mà thờ ơ với nỗi đau của nhân lụa. Tôi không bao giờ chấp nhận. Chấp nhận gì? Thờ ơ với nỗi đau của nhân lụa. Là sao? Đây là một câu chuyện đào. À, ý nói là câu chuyện này nó ảnh hưởng tới thiên văn hạt. Chữ cho ông bạn Khoa Tiến nghe. Ai biết là sao ông nói sao tôi không lại gì cho tôi. Chữ cho ông Khoa Tiến nghe. Ờ, chứ sao cái chuyện nó sao? Đây là một câu chuyện nó ảnh hưởng về thiên văn hóa, vật lý hóa, trị liệu, giáo dục công dân. Rồi, công dân giáo dục. Giáo dục công dân. Công dân giáo dục. À, giáo dục công dân. Vẫn mặt hả? Tôi đã nói đây là một câu chuyện đau đớn sắp xảy ra trên toàn nhân lụa. Rồi, nhân lụa, ừ. Đó, rất nguy hiểm, không thể nào mà cứ ngồi đây mà thẳng thờ như thế được. Tôi hiểu rồi, nhưng mà chuyện gì anh phải nói tôi mới biết chứ. Bộ tới. Hả? Bộ tới. Bộ là chém đó hả? Cái gì vậy? Tôi không biết tôi mới hỏi chứ bộ. Tôi nói là sắp có bộ tới. Ở bộ cái gì? Tức điên thiệt chứ. Hả? Người Việt Nam mà phải phiên dịch hả? Ủa, tôi không có nghe, tôi không có hiểu, tôi mới hỏi ông mà. Tôi nói là có một cơn bộ sắp ập đến. À, bão hả? À, nãy giờ nói vậy? Thì phải nói là cơn bão. Ông người miền Đông, tôi người miền Trung, mà bộ bão chứ. Bờ a ba ao bao ngã bão. Tính dần lên coi. Bờ a ba bao ngã bộ. Ủa, dẹp đi. Bác cười quá. Mỗi người ở một cái khu vực. Cái đang bác được. Thôi được rồi, bảo tới, sao anh biết được? Sao anh biết được bảo tới? Hả? Cái gì vậy? Hả? Nỗi đau của dân lụa mà cái hổ biết. Sao vậy? Cái gì mà anh méo máu vậy?
một ngàn nam cam hở lý nữa, bộ sẽ ập vô đất liền. Trời ơi, nỗi đau của nhân lùa nó sắp đánh rồi, mà có những con người thờ ơ vẫn nở được cười trên mông. Trời con khỉ, ông đẩy cái miệng tôi lên quạnh cười cười gì, đây có cười đâu, bộ đánh rồi. Tôi tự giới cho diệt vong. Ông coi này thấy bảo tới không? Bộ tới đâu? Lùa người trên bờ diệt vong. Đây là một hiện tượng về thiên văn hóa, vật lý hóa, trị liệu dối vô công dân. Không thể nào chấp nhận những con người mà. Im đi. Bộ tới đâu? Tôi chết rồi. Trời ơi. Đó, thấy chưa? Tôi không thấy mẹ gì hết. Tôi thua vậy. Làm thấy. Tôi đâu có thấy gì đâu. Tôi đẹp quá. Một ngàn nam cam hở lý nữa, bộ sẽ ập bộ đất liền. Đây, mới đập bố Hồ Sơn thấy. Cái lý do chứ. Tôi đập ông đó ra. Tào lao. Thấy tao ghét vô sao thấy được. Chưa nghĩ rằng một ngàn nam trăm hải lý mà mát ông nội ông hay là thấy được. Ông lộn như thiên lý nhỏ. Khỉ. Nói đại đưa tờ báo thì bắt cho tôi muốn lồi con mắt. À. Trời đất ơi, người ta nói bão sắp tới thôi mà ông làm gì dữ vậy ông Mười? Đó, thấy chưa? Cua thường thiên nhiên. Sao? Cua thường thiên nhiên. Nè, sắp tới đám cưới con trai ông đúng không? Ờ. Ông có nhớ cái đám cưới năm ngúa của con bà bả không? Nhớ. Bà bả da che đó. Biết. Tôi nói là bộ tới không ai tin tôi hết. Phớt lờ cái lời nuốt của tôi. Đúng ngay cả ngày cô gia chú rể làm lễ lấy các bánh kem chu cho ca sĩ đang đứng hát. Bộ tới ồ, ca sĩ ba bắt tiêu mà vẫn còn tiếng hát. Ủa sao vậy? Xa đi điều tra mới biết ca sĩ hất nhét. Thế không? Khổ quá bởi vậy. Rồi bây giờ sao bảo tới thì làm sao? Sao không biết cắt được? Đây. Cái gì? Cầm giùm tôi coi. Cái gì vậy? Ê. Cầm thử nó, tôi cầm tới đây. Đây đây đây. Ông tàu lao. Đây hãy tưởng tượng nè. Hãy tưởng tượng. À. Cái bàn tay tôi là bản đồ của thế giới. Ờ hiểu. Tên tiếng Anh là The Map of the World. À. Đó. Tên, đây, anh nhìn đây, hãy nhìn kỹ vào đây. À. Khu vực trung tâm. Cái gì vậy? Ông làm gì nữa? Tôi dính bụi, tôi phủi, tôi mới thấy. Bụi cái con mát ông, cái mục rùi màu đen ông ơi. Ai biết. À xin lỗi. Chờ giáo. Má em muốn rìu hả? Sao? Cái mùi mắm tôm. Hãy nhìn đây nè, hãy nhìn đây. À. Đây là bản đồ thế giới, đây cái chấm đen này là Los Angeles. Hả? Cái chấm đen là Los Angeles. Los Angeles. Thì đó, đúng rồi, Los Angeles. Nói lại. Los Angeles. Los Angeles. Ông muốn nói gì kệ mẹ ông đi. Đó, hả? Hãy tưởng tượng này, cái chấm đen là Los Angeles. Rồi. Trong cái chấm đen này là Argentina. Orang County. Đó, Argentina. Ô rên cao tí. Rồi, ô dên tí, đó. Không muốn nói gì hết. Rồi, trong cái chấm ô dên tí là nó có một cái chỗ là qua cảng gà. Nơi chúng ta đang ở. Tôi ở đây mấy chục năm chứ tôi nghe cái location nào mà ba cảng gà trên. Ba cảng gà. Cái gì? Ba cảng gà. Làm gì có ba cảng gà má. Ra không có, ở trên bản đồ thế giới có mà đang ông không biết. À, tôi biết rồi. Bé trăng gà. Mà người ta hay đọc là bẻ chân gà đó. Chân chứ phải cản hả? Ờ. Thì chân cản cũng là một thôi. À, thôi muốn nói gì đây, nói đi. Hãy tưởng tượng. Đây là cái chỗ ba cản gà. Ừ. Đó. Sẽ có một cơn bộ nó từ tiếng cực bắc của trái đất. À. Nó sẽ hình thành lớn mạnh. Sau khi nó hình thành lớn mạnh thành cơn bộ trước đó hay gọi là ốp thấp nhiệt đới. À. Từ ốp thấp nhiệt đới gặp các luồng đối lưu. Sau đó nó di chuyển. Nó chạy dầm xuống đây. À. Ai, ở chỗ Los Angeles. À. Nó sẽ di chuyển vô đây. À. Chỗ này gọi là Argentina. Đó, vô xong. Ờ, muốn nói gì nói kệ em đi. Nhưng mà ông có hình dung được không? Tôi hình dung được rồi. Nè, cơn bộ ở đây, ở tên cực bắc của trái đất. À. Từ khi ối thấp nhiệt đới, à. Rồi nó hình thành các dòng đáo lưu. Hắn gặp các cơn bộ khác, cũng tạo thành một cơn bộ. Từ cấp 1 lên tới đại học. Đó, rồi nó di chuyển. Thôi thôi. Bảo gì cấp 1 mình lên đại học ông nội. Thì cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì mình học xong phổ thông, cấp 3 là mình lên đại học thôi. Đó. Tập trung ra. Rồi tôi rối não rồi đó. Khi cơn bộ đi ở đây, hắn tập trung ở đây, thì lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 là lên đại học. Ừ. Rồi nó hình thành một con bộ khác, ập vô. Rồi nó sẽ di chuyển xuống đây là cái chỗ Los Angeles. À. Nó sẽ di chuyển xuống đây. Hiểu không? Hiểu. Có hình dung được không? Rồi hình dung. Tôi
tôi khó hiểu quá. Nó chứ là cái bàn tay nhỏ tôi không biết. Tránh ra. Yếu địa lý. Đây. Hãy nhìn đây. Đây là quả địa cầu nơi chúng ta đang đứng. Làm gì vậy? iPhone. Khám to không ra. À. Đó, đây là gì? Gì? Đây là gì? Nước biển. Ông tồ lô quá. Màu xanh không phải nước biển, không lẽ xanh dứa hả? Tôi hỏi là đây là cái khu vực nào nè. À, Thái Bình Dương. Đó, mình nghiên cứu bên đề Tây Dương nè. Đây, đây, hãy tưởng tượng một cơn bổ lớn. À. Nó từ áp thấp nhiệt đới nó hình thành đến đây. À. Rồi nó lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 là bổ rất mạnh. Rồi nó vượt qua cấp 3 là nó lên đại học. Rồi nó chạy qua đây, nó dàm xuống đây, nó dàm xuống đường xích đồ. Hiểu không? Xích đạo. Đúng rồi, chỗ bán xích đu đó. Cái gì kỳ vậy? Thì kỳ mẹ, thì bán, tôi có bán là mà hủa mía. Tập trung cân bổ xích đây. Rồi. Nó nói chuyện tới mày chứ. Khi cân bổ nó hình thành từ đây, nó chạy ngang đường xích độ, rồi nó chạy xuống đây, nó gặp các dòng đối lưu, rồi nó tạo thành cái bổ lớn, nó ùa vào đây, nó ập vào đất liền, nó sẽ khiến chúng ta tan vỡ về tất cả những mầm ước về tư la, nó nhắn chìm lùa người trong nhắn lùa, nó nhắn chìm tất cả thế giới, nó chìm đám, chỉ còn là tro bụi là đóng tro toàn. Rồi khi... Nhỏ quá tôi không có hình dung được nó cái sự tác hại thế nào. Yếu địa lý. Đây. Cái gì vậy? Đấy. Hả? Nãy đâu rồi? Cái cột kia cán dẹp là thành miếng đây nè. Gì nữa? iPad. Đây, hãy nhìn đây. Hãy nhìn đây. Ừ. Hãy nhìn đây. À. Có một cơn bổ ở trên cực bắc trái đất. Hắn từ là một ấm áp nhiệt đới. Hắn gặp các dòng đảo lưu. Nó hình thành nó mạnh dần từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi tới đại học đúng không? Không, hắn lên tới cô học rồi. Hắn mạnh quá lên tới cô học luôn. Rồi sau hắn dòng trước đây, hắn sẽ đi ngang đường xích độ. À, chỗ bán xích đu gì? Không, bây giờ nó chỉ còn bán xúc xích Đức rồi. Hắn chạy bán xúc xích Đức. Hắn bán cho tụi đâu có bán đâu mà hủa hủa hòa hà vậy. Rồi nó chạy xuống đây nè. Hắn sẽ vào đây, hắn tội thằng bộ lớn. Ngay cái ngày đám cưới con của ông là tháng sau, hắn sẽ ùa vào đây cúng trâu tất cả. Chết. Đó, cho nên bây giờ là đừng có đám cưới ngày đó. Phải giờ lên tháng này đám cưới luôn. À, tôi hiểu rồi. Hồi nãy giờ là ông, bữa nay ông tới đây là mục đích là ông nói là bảo tới tôi phải làm đám cưới sớm hơn đúng không? Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Vậy thì vô đây nói đại một câu ngắn gọn đi. Ha? Là bảo tới làm đám cưới sớm. Hai câu ngắn gọn. Làm gì bắt tôi chạy tới chạy lui rồi. Rồi thiên văn họt. Rảnh quá. Vô nú ha cao rồi lái chi cua. Gì? Nú ha cao rồi lái chi người ta cua. Câu gì? 500 đô một vé chứ ít hả? 500 đô một vé chứ đâu có ít. À. Tồ lô. Không hiểu gì về con người. Lần đầu tiên xuất hiện cho núi già già chút chứ. Càng cái rảnh ghê. Ơ mệt quá. Tôi hiểu rồi. Để tôi gọi chị xui tôi một cái. Gọi cho bỏ thăm bố đi. À. Alo. Ừ. À, 6 hot dog hả? Trời. Ừ, 5 hot hết bộ nè. Bây giờ cái tình hình vậy nha. Anh Mười khó anh mới báo tôi biết là bộ tới. Bảo tới ra tháng tới. Thành ra mình phải làm quỷ cưới. Hả? Quỷ cưới. Ờ quỷ cưới nha. Cái gì vậy? À. Giờ cưới. Giờ đám cưới. Trời ơi cái ông này cũng nói tôi bị liệu. Giờ đám cưới sớm nha chị. Ừ. Dạ. Ủa chị biết rồi hả? À, bà biết rồi. Đâu bà nhiều chuyện ghê hả? À xin lỗi không có chị. À, vậy đó gì ha? Cái gì mình gặp nói chuyện sao? Dạ chào chị. Đâu được chưa? Rồi, xong rồi. Châu cho. Hay nhá. Không có tôi bố là không nhận ngại cả. Bởi vậy nhờ anh quá, cảm ơn anh nha. Đứng không là cô giao biến mất luôn á. Bộ tới vô có thảo cái rầm cô giao ba mất tiêu. Bởi vậy. Hay. Rồi, ủa con ông lấy đứa mồm? Hả? Thằng con trai ông lấy đứa mồm? Ôi thì nó lấy con bà ba đó mà. Con Hương đó. Hương mồm. Việt Hương. Thảm họa. Gì thảm họa không? Sao thảm họa? Hết đứa lái hả? Thằng con trai ông hết đứa lái hả? Lái ngang cái con mà đi má ba là chỉ gửi hành lý chứ không có xách ta được. Ủa sao vậy? Bị xách ta là ông xách ta vô trong má ba sang là ông phải mở cái náp ở trên đầu ông nhét hành lý vô. Mà con đứa hắn làm như đứng tới cái náp mà mở. Hiểu không? Hiểu vấn đề.
Chuyện gì mà cũng nghĩ ra là không mời. Chuyện có thiệt chứ nghĩ cái gì. Mới tuần trước nè, tôi đi máy ba chung với Hán nhưng bàn Kiều nè. Sao? Hai đứa Hán đi chung máy ba. Còn sao? Thằng đó tôi xuống máy ba một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ sao mới thấy hai đứa Hán xuống. Có kỳ vậy? Tôi đâu có biết, tôi đâu có biết, sao tôi điều tra tôi biết. Thường thường Hán lấy máy ba là anh kéo cái vali này, đi vậy nè. Đi đây sao không lay á thì đâu có vợ, cũng đâu có vợ tới à. Thế mới nhờ mấy con tiếp viên hàng không á cầm nhát lên. Ờ đúng lên rồi, lúc chúng thì đông khách quá, hắn đông khách quá thì mấy con tiếp viên bận giúp người khác à. Thì hắn với bàn Kiều đâu có lấy tới, đứng nhìn thôi đó, đứng nhìn một tiếng đồng hồ á, hắn nhìn một tiếng đồng hồ rồi sang đó hắn mới nghĩ ra cách. Mà hắn thông minh, hay đến thông minh lắm, cuối cùng hắn cũng xuống được, hắn thông minh. Ủa sao hay vậy? Thì bàn Kiều cản việc Hương lên rồi tới lái thôi. Ê, thông minh. Thôi, thôi kệ em ơi, nó thấp thấp vậy mà miễn là con trai tôi nó yêu được rồi. Thì đó, thông minh chứ. À, đám cưới là tôi phải làm hoành tráng. Đám cưới làm hoành tráng hả? Tôi phải làm đúng tổ đầu, chức, có đứa tôi con là đại gia mà. Đại gia mà. Không có làm nhỏ được. Tiền bọt bao nhiêu đâu? Đây nè, tôi tính như nè. 7 giờ mời quan khách, 8 giờ bắt đầu chương trình văn nghệ liền. Mà tôi sẽ mời toàn nghệ sĩ nổi tiếng. Không, quan trọng là ông đỡ phải nhiều bàn mới hoành tráng. À, tôi tính đãi 500 bàn. Chú cho 500 bàn. 500 bàn, một bàn 10 người tính ra là 5 ngàn khách. Chứ sao? Tôi giàu mà. 5 ngàn khách tiền phong điếu nhiều lắm đó. Ờ, phong điếu. Cái gì vậy? À, quay. Quay, cái tiền gì đó? Tiền mừng cưới á, nhiều lắm nghe. Tiền tầm bảy tầm bả không? Xui xẻo. Một người tính đi, trăm đô thôi. Ừ. Không sao, tối tôi ai không đi quà cũng được. Ừ. Tôi giàu mà. Không quan tâm. Yeah. Quan trọng là tôi làm cho nó hoành tráng. Hoành tráng hả? Tôi sẽ mời những người sĩ nổi tiếng. Mời người sĩ nổi tiếng. Hai đó hả? Tôi sẽ mời Hoài Linh. Ông Hoài Linh ông bận lắm, làm như có thời gian mà đi diễn đám cưới cho ông. Tồi lô. Nếu ông bận thì tôi mời người khác. Mời đứa mồm. Chí Tài. Ú hết mời thằng mập thù lù. Thằng cái nhịn mặt là không ưa rồi. Mặt nó sáo còn dê nữa. Ông nói về rồi nào ông nội? Chứ gì nữa? Cho ra đường là cháu không? Ra đường là cháu không? Mấy đứa nhỏ nhỏ mà cỡ 17, 18 tuổi. Con, cháu không à? Mà hôm nay bệnh húp cháu không? Bệnh húp cháu. Thương lắm, thấy thương. Ông phụ rửa xấu ông đó nha. Ông không? Ông Chí Tài đó. Ông Chí Tài bộ ông nội ông hả? Nhưng mà ông quen tôi. Ông đừng nói xấu. Kệ cho ông đi, ông dính dáng trong cuộc tình này. Thôi được rồi, bỏ qua đi. Bây giờ không mấy thì tôi ông thích ông nói gì phải không? Cái chương trình phong phú, cái nói nhiệt là phải mời những người mà người ta trẻ trung, người ta nói nhiệt. Rồi biết rồi. Trấn Thành mời Trấn Thành đi. Không mời ai không mời Trấn Thành. Cái thằng thứ hai mà ông mời Trấn Thành sao mời Nguyễn Cô Kỳ Duyên nữa? Dẹp hai người đó không có trong đầu tôi nghe, đừng nhắc tên hai người đó. Tại sao? Chuyện riêng của tôi không cần biết. Biết chưa? Ông mời Trấn Thành làm MC hả? Không. Mà thôi cũng đừng mời hắn. Sao vậy? Hắn nói nhiều lắm. Bữa đám cưới gần xóm tôi hắn làm MC đó. Sao? Hắn lay cô dâu chú rể rót hai ly rượu chuẩn bị hốc uống vô bôi. Ừ. Là uống vô bôi mà hắn đứng nuối nửa tiếng đồng hồ mà hai người đó chưa uống được luôn. Hắn đứng hắn nuối nửa tiếng đồng hồ. Sao vậy? Rồi sao hắn nói rằng là xin mời thân mão và thụ thân gì đó của cô dâu và chú rể tiến lên sân khấu để cùng làm lễ. Sao ông bà già bước lên già rồi bả mái tuổi lên đứng nè. Qua cô dao đó dò lên đứng đây. Đi chừng nào mới tới? Thì đó, riêng ông đi từ dưới bàn lên sân khấu là 15 phút. Rồi bà kia bà đi xa, bà dò ấm đi xa nữa. Đi lên. Trời đó. Ơi. Riêng bà đi là 15 phút nữa là 30 phút. Hai người bước lên tới sân khấu là 30 phút. Ừ. Tưởng là lên là nói chuyện xong cuốn liền. Chù tràn, Trấn Thành đứng núa một tiếng đồng hồ nữa. Hắn núa mà từ cái lúc mà hắn núa mà từ cái lúc mà ông đứng rì. À. Một tiếng hồ sao ông đứng rì mà vẫn còn nữa. Hắn vẫn còn nữa. Cuối cùng lần đầu tiên trong lịch sử đám cưới luôn. Sao? Ông bà già ngồi ghế để chuẩn bị nói chuyện. Chứ đứng đâu có nổi. À, chưa hết, chưa hết. Còn gì nữa? Xong, hắn núa một tiếng hồ xong ở dưới quýnh lầu. Trời ơi. Châu cho người ta nhạo xỉn người ta quýnh lầu. À. Mà ở đây hắn đứng hát. Hát gì? Hát ông nội hắn không biết. Đứng hát là em đã chờ hai lòm lỡ từ đầu, quay về đi em hơi. Tao quýnh lộn mấy kêu em đã chờ hai lòm lỡ từ đầu, quýnh nữa từ đầu, quýnh từ đầu chứ quýnh luôn cô dao chú rể hả? Trời đất ơi, mày không bao giờ tôi mời hắn đó. Tao quýnh lộn mấy kêu em đã chờ hai lòm lỡ từ đầu.
quýnh lại thì đào cho trồ má hả? Đẩy tàu lâu dễ sờ. Bây giờ còn cái vấn đề nữa mà tôi đang suy nghĩ. Vấn đề chi? Dâu phụ với rể phụ. Dâu phụ thì nhờ ăn không được. Rể phụ sao? Rể phụ à, ai làm rể phụ cho thằng con không? Để tôi kêu thằng con ra tôi qua làm rể phụ cho. Thôi khỏi, tôi nhớ rồi. Thằng con tôi nó có thằng bạn thân lắm. Đúng không? Hoài Tâm. Đúng không? Hoài Tâm. Hoài Tâm hả? Hoài Tâm đó. Thảm họa. Cái gì thảm họa nữa? Thấy cái thằng làm rể phụ nhờ Hoài Tâm. Sao? Có vấn đề gì? Ông hả? Ăn ở hả? Thì sao? Trời ơi, hắn đi là cô dâu cũng dễ, chưa vô phòng động, hắn động phòng trước rồi. Hắn mới về tới ngõ là cái mở để vào trong toilet. Hiểu không? Chứ có liên quan gì đâu, nó làm rể phụ thôi mà. Thôi tùy, nói chung là chắc nhân sách con ra cũng được lắm, mới mời. Thôi kệ, phù hợp chuyện gia đình họ, không quan tâm. Rồi, tôi quyết định vậy nè, ông đừng có ý kiến gì chân á. Bây giờ nè, quan trọng là cái bữa đó nó có chương trình văn nghệ đó. Tôi, ngoài những ca sĩ nổi tiếng đó, tôi muốn mấy cây nhà lá vườn mình hát. Đó. Cái gì? Dẹp đi ông nội. Ông là tàu lao lắm. Lên hát tầm bay tầm bạ không à. Xin lỗi nghe. Riêng về phần hát. Riêng về phần hát. Bạn Kiều kêu tôi bằng ông nội. Nè, đừng có nổ tầm bay tầm bạ nha. Lấy cái đờn ở đây. Rồi. Lấy cái đờn ở đây. Không cần nuối nhiều. Bớt nuối cho hắn xoan. Thể hiện khả năng là phải thể hiện, chứ khả năng không phải ở giọng lúa, khả năng là phải thể hiện. Biết cái bà mà nổi tiếng nhất bàn Kiều mà thời hồi xưa mà lò bàn Kiều nổi tiếng đình đóm không? Bà gì? Trái tim anh lề. Ồ, bà đó hay, tôi thích lắm á. Bà đó là tôi hát đầu tiên chứ không phải bàn Kiều đâu. Rồi hát thử tôi nghe coi. Đừng. Em lại đi. Em rồi vô. Em qua cái định hình tông đó. Em rồi ăn sao cho nổ rồi. Em cái gì vậy? Bây giờ ngoan được không? Đổi cái đờn khoát đi. Đờn tôi có một cây, đổi cái gì? Đờn không phù hợp với chất giọng của tôi. Tào lao. Đờn phải phù hợp với chất giọng. Thế mới làm sáng cái giọng của ca sĩ lên. Hiểu không? Tại đây bằng Kiều nó hát cái giọng sáng lên. Là có những cái đờn phù hợp. Hiểu không? Không được nhiều chuyện không ơi. Nè, bắt tông nè. Em. Rồi, vô nè, vô nè. Răng kỳ ha. Bắt đầu. Một. Từ từ, lạ. Đánh một nốt thôi. Cái nốt đầu tiên á. Em một nốt thì ngon lành ha. Một cao rất quá trời. Em đã định hình. Thích. Em đã biết buồn à bên em. Rồi anh đó có bay nhiều ngà yêu em. Không làm gì vậy? Để em thử yêu hắn bao nhiêu ngà rồi. Hát phải biểu diễn chứ đàn hà đó. Là một cuộc hứng sáng tổ. Đó, bây giờ vô lại khó nè. Em. Em đó biết bù ngà bên em. Là anh đó có bay nhiều ngà bên em. Chị ta rồi để tính bỏ nhà bao nhiêu ngà rồi. Mắt. Nhưng em vẫn thương ai không biết tình em. Vì yêu em nay tim đau rõ rời.
Ông làm cái gì vậy? Thể hiện cái gì? Thể hiện nội dung chính của bài hát. Làm sao? Bài tên gì? Trái tim Minh Lệ. Đó, trái tim ngay lề luôn. Nằm luôn đi nha. Nằm luôn đi. Thằng bạn kêu tại đây nó không tỏa sáng bài này được. Tại vì thiếu cái vụ trái tim ngay lề đường. Nội dung bài hát cũng quan trọng, hiểu không? Thằng phải có cái gọi là cái chi hả? Cái gì? Răng kỳ ta, mỗi cái lúc nguy hiểm là không có ven để núa nè. Cái chi, cái mà quan trọng chứ lừa cái chi hả? Cái gì? Ông... Không, cái chi kệ mẹ đi, mệt quá. Trời ơi, ông điên hay sao vậy? Tự nhiên tôi nói nghe, đám cưới tao đang vui vô hát cái tim Minh Lề, ông nằm xuống. Ông dậy đành đạch vậy thì xui xẻo quá. Bỏ đi, kiếm bài khác, vui, nhộn, sống động, hát, mừng cũng cưới con trai tôi. Nói về âm nhạc, một bụng, vô. Thôi là bỏ đi hết, ta làm lạ từ đầu. Thôi là bỏ đi hết, ta chẳng nợ gì nhau. Ông không không nổi. Đám cưới người ta đi tiền tôi cứ bỏ hết hả? Tại tốt bao nhiêu tiền cứ bỏ đi hết. Trời ơi, cháu ông ơi, con người ai không có một lần xe cháu. Thôi, dẹp đi. Hát là phải hát bài có ý nghĩa, hiểu không? Đó, hát là bài vô cái nội dung tình yêu của đám cưới, cô dâu chú rể, thấy không? Ừ. Đứng đó nghe hát nè. Tôi đứng ngồi kệ cho tôi chứ ép buộc hả? Rồi, mà ngồi đi. Nghe. Ổn không? Hát được không? Khỏe trong người không? Nghe được. Thấy là mệt mệt đó nghe. Sao? Tôi thấy không được khỏe đó. Sao không biết? Mát giòn quá nè. Ăn uống có kỹ lưỡng không? Chứ để tới ngày đám cưới mà không có boa của chú rể kỳ lắm nghe không? Tập phong chích ba ông bây giờ nó khùng ăn. Không, nói thiệt chứ. Tôi vẫn khỏe mạnh. Không, nói thiệt á. Không có tốt chất khỏe nè. Đưa. Sao? Đưa ta kia. Sao? Đừng buồn. Mỗi người một số phận. Hiểu không? Thượng đế đã sắp đặt. Khi người khép cánh cửa này là thì người sẽ mở cánh cửa khác rộng hơn cho chúng ta. Và cánh cửa rộng ấy đã mở cho ông. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lại bước vào làm gì? Tôi làm gì mà kêu tôi vô địa ngục? Không khỏe đâu. Nè, nhìn không sáng. Con người mà nhìn về cái này cái gì hả? Mặt. Cái mặt thì ai không biết, nó cho tụi lô không? Ý là cái gì hả? Cái gì? Hào quang đó hả? Hào quang đó. Không. Cái gì hả? Cái gì? Thôi, kệ mẹ đi. Bây giờ nè, nhìn. Lát coi. Hả? Lát bắn lại. Đó. Không tốt đâu. Sao? Không tốt, về Việt Nam được. Ở nước ngoài không tốt. Sao không tốt? Về Việt Nam ra Lê Hồng Phong. Làm gì? Cái chỗ bắn chó đó. Có gió. Tôi không giỡn nhau nha. Lao giỡn như cuộc đời nó vui tươi chứ đang làm ăn khó quá. Hát rồi. Hát đi. Mà đang mở đi. Mặc bộ đồ chi mà xanh lè chứ cũng cát đó. Tôi là... Cái gì cá phải xác định rõ ràng nha. Sao? Thời trẻ mình được thì mình lòm, còn giờ đâu đừng lòm sức đâu nữa mà. Làm gì? Lộ bóng á. Tôi không giỡn nhau à. Bóng đâu bóng? Trời ơi, tôi không giỡn nhau mà. Bóng đâu bóng? Đâu biết rồi. Biết mà. Đó, trời ơi. Đó, trời ơi. Tóc ta đây trẻ gọn gàng ha. Tóc thiệt hay tóc giả hả? Im đi. Mấy người hỏi rồi đó. Không, nhìn thiệt. Nhìn thấy thiệt. Chưa trao nó là giỏ tôi biết mà. Bữa đi qua sân ba, hành lý đãi qua hết. Bố liệt, ok. Bước qua. Ê. Đâu có gì đâu người đâu. Bố liệt bắt đầu mới lấy cái cây sỏ vô. Sỏ vô nách rồi kẹp hết. Kẹp hết trong cái đứng suy nghĩ hộp là 4-5 thằng bố liệt chạy lại. Anh được tin trộn. Quen. Anh được tin trộn. Mà công nhận nha, ở bên Mỹ người ta nói tiếng Anh tốt ghê ha. Tốt. Police nói tiếng Anh rầm, hắn kêu với thầy cái lễ hộp. I don't know where. He. Bố ngàn hộp xong không tìm ra vấn đề, kêu thêm một con chó chạy tới nữa. Qua hửi ổng. Hửi xong chó. Không biết,
Con cháu không biết luôn. Con cháu không biết luôn. Xong, xong cái bắt đầu đãi về lại, bước qua cửa nữa. Vừa bước qua, kêu mạnh hơn. Bố Lít kêu một chuyên gia ra, kêu em ngồi xuống. Xong, cuối cùng phát hiện ra Tạ đang kêu. Tóc vỏ có mấy cái kẹp bằng sét đó. Tóc vỏ em có mấy cái kẹp bằng sét. Mà bằng sét mà qua cái cổng thì a. Con chó mà lát đầu mà. Thôi vậy em đâu? Hát. Tiếp tục. Phát lại lại chứ cái quận tục quá rồi. Lại còn về cái quận tục rồi. Châu. Anh còn nợ em Ủa đang khóc. Cảm động quá. Có thấy cảm động của mẹ gì đâu. Nợ không cảm động không? À mắc nợ cảm động chù cho. Chù. Anh còn nợ em. Không về núi nhà. Cảm ơn, hát hôm nay lời luôn. Trời còn mưa em, anh còn nợ em. Hát mà không có hiểu được cái hoàn cảnh xuất hiện của cục chuyện này, cục chơi này. Sao? Đóng cưới mà hát anh còn nợ em, chưa cưới mà nợ thì mẹ tiền đâu mà trả. Nói bà hát đi. Nợ tình yêu mà ông. Bà thôi giờ tôi thấy ông á, tôi với ông á, hát nãy giờ là không có vô chủ đề. Giờ hai anh em mình xong ca một bài tập rồi bữa đó hát cho con trai của tôi. Ê, cái tên mình lề đi. Không, bỏ. Ờ, sao bỏ? Bài có ý nghĩa đàng hoàng. Rồi. Thiên đàng hay không? Nhạc vô đi. Đào vào thiên đàng ai ơi. Yeah yeah come on. Là đường vào nghiệp thơ lần lần. Lần 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 xe xe. Mực cá tươi trôn sâu cành xác bước. Yeah yeah. Để muôn đời mình còn được yêu nhé em. Yêu để mãi yêu thời gian. Yêu đến suốt đời kệ mẹ chuyện gì xảy ra. Hát tào lao không à? Tôi đâu có biết bài hát này đâu. Vậy thôi đi. Vậy thôi nha, bữa đó đám cưới nhớ qua phụ tôi đó. Nhưng mà quan trọng là cái chuyện bổ tới là đã bố cho ông Chính đừng. Được rồi, được rồi. Chưa bố đúng không? Rồi chưa. Cái chuyện quan trọng mà không bố. Vì ảnh hưởng tới cái tầng nhân lụa mà không bố. Cái quan trọng của bản thân gia đình mình không. Cưới gì, dẹp bẫy đi. Cái gì vậy? Bố giờ người ta biết chứ. Cái chuyện quan trọng xảy ra tầng nhân lụa sắp sụp đổ mà. Ông biết gia đình ông không vậy? Sống thì sống vì nhân lụa, sống vì gia đình ông hả? Bố giờ tâm tiếng. Alo, Chính đây gọi hả? Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi tới bố tin gắt. Ảnh hưởng tới tàn nhân lụa. Đường xa xa sâu cái gì? Nó đang ở đâu? Australia hả? Thôi chơi cái kangaroo đi, về tôi bố xa. Nhiều khi làm phước vẫn cũng không hợp lý nữa. Cái vỏ đâu rồi? Cái vỏ đâu rồi? Cái gì? Cái vỏ ở đây đâu rồi? Cái vỏ ở đây này ông nội. Làm gì hết hồn vậy? Tập bài hát cuối cùng đi. Để đóng thùng đã, chưa có đóng thùng mà cứ hát đi. Ê, cái em con trai cho cái duy nhật được không? Chứ lại lên đứng hát cứ đi hát miễn kỳ lắm. Được rồi, mới nói cho. Mày hát bài gì? Hồi nãy cái ông mồm lấy cái sợi gì? Gì vậy? Ông mồm trang kia ông lấy cái dây chỉ ông khao lại luôn. Rồi lỡ như vậy đa bụng rang trời. Nè, rõ ràng cái dây chỉ nè. Rồi. Kêu lấy cái map, tôi kêu lấy cái map gán ở đây. Ông nói ừ, để tôi làm có cách ha lắm. Ông cột sợi chỉ luôn. Hay là nã không ai muốn riêu xong là chờ chả thấy mẹ rồi. Rồi. Hát còn sao nghe. Rồi. Sao chơi nè. Vô. Đường nô vô thiên đường ở ăn. Ôi. Là
đôi khi nhịp ước lăng lăng. Yeah, yeah. Đôi khi có tim yêu được giải thoát. Yeah, yeah. Cưới nhau về là mình tính chuyện trăm năm. Yo, yo, yo. Đôi khi có tim yêu được giải thoát. Có nhau rồi là mình tính chuyện chia ta. Phải. Thấy bạn đâu quan. Đôi khi có tim yêu được giải thoát. Đúng rồi. Có nhau rồi là mình tính chuyện trăm năm. Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Em ơi, em cứ tin anh đi. Anh không phải là loại người nổ đâu em. Trung tâm của anh tuy mới mà khác với những trung tâm khác. Em biết không? Anh là người làm ăn có tính toán, có đầu óc. Anh biết, anh biết. Những trung tâm khác họ làm một cuộn video tốn độ khoảng chừng 300-400 ngàn. Anh biết điều đó. Nhưng mà 300-400 ngàn đối với anh là đồ bỏ, có làm sao được. Nội cái tiền ánh sáng của anh không là anh cũng phải đã trả đến 300 ngàn rồi. Khiêm tốn mà nói với em, cái cuộn video này của anh mà đã thành đó, là phải bạc triệu em ạ. Là phải bạc triệu. Em bỏ bên đó đi. Em bỏ bên đó về hát độc quyền cho anh ở bên này. Anh sẽ trả các xem gấp đôi. Ồ em đừng lo, em đừng lo. Đã lên video của anh rồi thì là người xấu cũng trở thành đẹp thôi. Mà người đẹp mà lên video của anh thì lại trở thành tuyệt vời. Em ơi, em nên nhớ như thế này. Ca sĩ đó thì nó chỉ có một thời thôi. Mà nhất là thời con gái nữa. Em biết bây giờ em đang ăn khách nè. Em thấy cơ hội nào nó tốt là em phải chộp lấy liền. Oh no 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 no. Anh van em, anh can em, anh xin em. Giờ phút này em còn nghĩ tình cảm, tình nghĩa gì nữa em. Anh bảo đảm với em, cuốn video này của anh mà ra rồi đấy, những trung tâm khác sẽ dẹp tiệm đi bán phở hết. Ok em, ok. Ờ, có gì nhớ page anh nhá. Ok em, see you, bye. Chưa sản xuất được một cuốn nào mà tại sao lại cứ bill đòi nợ thế này. Alo, trung tâm băng nhạc Trầm Luân đây, tổng giám đốc Đoàn Hùng Hậu nghe đây. Anh hả? Anh lại lấy cái credit card của em đó phải không? Nhà không còn đồng bạc nào đó, chỉ có mỗi cái credit card đó để dành khi khẩn cấp anh cũng mang đi nữa. Anh đi đâu mà đi tối ngày vậy? Không có ngó nhà gì đến em với mấy con đó. Mấy tháng rồi, ngày nào cũng đi, đi từ sáng cho tới nửa đêm. Dẹp cái trung tâm băng nhạc đi, trở về ngày cũ làm ăn cái đàng hoàng. Em chán cái toàn mượn đồ heo đốt cháo của anh lắm rồi. Em ơi, em bình tĩnh, em nghe anh nói nè. Không lý cả cuộc đời anh cứ ngày thường đi bưng phở rồi cuối tuần đi bán chợ trời sao em? Em chờ anh đi. Chuyến này anh quyết định anh làm một vố lớn. Anh sẽ kêu gọi khổ phần. Nhé. Thì lúc đó mình dùng tiền của thiên hạ chứ mình có dùng tiền của mình đâu. Nhưng mà em biết á, hiện tại bây giờ là anh đang dụ một số ca sĩ này. Anh dụ được một số ca sĩ nổi tiếng trong tay của anh rồi thì lúc đó thiên hạ sẽ bỏ tiền ra cho mình quay em ơi. Một đồng vốn 45 đồng lời, ai mà không bỏ tiền cho mình quay chứ em. Em cho anh một tháng nữa đó, mà không xong cái cuốn video đó thì quay về bán bánh cuốn. Vợ với con chán quá, chán quá. Một người vợ không có chí. Alo, trung tâm băng nhạc Trầm Luân, Đoàn Hùng Hậu nghe đây. Ôi xin lỗi, ai đầu dây đó? Ô, Thu Thủy. Anh nhớ, nhớ, nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Có, tôi có nhận được thơ này, hình ảnh của cô với quà tặng nữa. Cảm ơn nhiều lắm, thank you very much. Trời ơi, xấu như giỏ xoa mà đòi làm ca sĩ này trời. Alo, à, cô nói sao? Cô ơi, cô đừng nói vậy. Xấu hay đẹp không thành vấn đề. Trung tâm băng nhạc Trầm Luân của chúng tôi chủ yếu là về nghệ thuật. Chúng tôi chỉ cần cái giọng mà thôi. Cô có nhớ cô Thanh Xuân Hoa Hậu Áo Tắm năm 98 không? Cô ta đẹp hết chỗ nói, đẹp tuyệt vời. Cô ta đến đây năn nỉ tôi xin hát, nhưng mà tôi từ chối thẳng.
Tôi đã thật cho cô nghe chứ bây giờ nếu mà có đưa cho tôi 10 ngàn mà nói là để hát bè tôi cũng không chịu nữa. Chúng tôi là đặt nghệ thuật lên trên hết. Tôi không thể nào phản bội lại lòng tin của khán giả được cả cô ạ. Xấu hay đẹp, tôi đã nhắc cho cô biết không thành vấn đề. Đẹp cũng vứt đi, nếu không có giọng. Trộm giám đốc. Mời ngồi. Mệt quá rồi thầy. Mời ngồi nhé. Cô đây là dạ cháu là Kim Hở. Kim Hở. Kim Hải. Dạ. À nhớ rồi. Bữa thứ sáu tuần trước thì cháu có gọi điện thoại nói chuyện với lại ông giám đốc đó. Như thế này. Dạ. Mình đã là nghệ sĩ rồi. Dạ. Thì là mình làm một đại gia đình rồi. Dạ. Thế nên mình nên kêu nhau bằng anh em. Dạ. Em thấy anh nhìn ngó 40, nhưng mà những cô ca sĩ 17, 18 tuổi vẫn gọi anh bằng anh em. Anh cái tính anh là bình dân lắm. Gọi như vậy cho nó thân mật với lại nó hợp cái tác phong nghệ sĩ hơn. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Nhưng mà em thì em cũng nói thiệt với anh là hồi em á thì em mơ cái mộng em á mà mơ lòng ca sĩ á thì hồi xíu hồi siêu á. Nhưng mà ba má em á thì khổ nổi ổng cứ nói đó là em á không có dạng. Cái gì? Em nói không là, có gì. Mi là mi không có dạng, cái dạng mi là dạng hot không có được. À không có dạng, không có dạng. Dạng mi là chỉ có đi rô mì quảng nè, đi bón bánh một lạc, bón bánh tròn. Thì nghe hợp lý hơn. Bánh gì? Bánh tròn, đó núa rứa đó. Bánh tráng. Núa rứa đó rồi đó, em cũng thất vọng. Em không biết hồi môn mà có cơ hội để tới đây làm ca sĩ. Thì trừ em cứ nghe thấy đang cái trung tâm văn nhọt đang bố tuyển lựa ca sĩ. Thì em tới đây, tới đệ đó không biết có được không. Xin giám đốc giúp giùm em. Em nói như thế là ba mẹ em không hiểu gì về đó. Anh thấy chưa, rứa đó em không hiểu gì buồn lắm. Về văn nghệ cả. Em biết á, với người khác á thì người ta cần phải có giọng. Người ta cần phải biết nhạc lý. Nhưng với em thì em đâu có cần. Em thiệt không cần. Anh nói thiệt hả? Anh nói thật. Đứa thì em mừng. Trời ban cho em có một cái body như thế này là đủ rồi. Em không, em không cần giọng gì nữa. Dạ, nếu có mừng anh. Anh đứa thì anh nghe nói rứa đó em cũng mừng lắm. Nhưng mà vì em hồi mố trừ em chưa có hót bao giờ hết trơn á. Nhưng trừ đứa khán giả là em sợ kinh lắm. Em đừng lo chuyện đó. Anh sẽ mang kinh nghiệm của anh ra anh chỉ cho em. Anh nói thiệt nhá. Anh cho em một cái thí dụ rất là dễ hiểu. Một thí dụ rất là nhẹ nhàng. Anh thí dụ cho em bây giờ nè. Nếu bây giờ anh cầm tay em, lần đầu tiên như vậy em có run không? Dạ run lắm. Anh sẽ tiếp tục anh cầm tay em. Và anh làm nhiều cử chỉ thân thiện nữa. Thì em sẽ hết run chứ gì, đúng không? Thì đến lúc đó là em ngồi trước mặt anh cũng như ngồi trước mặt khán giả thôi. Em không phải lo. Nhưng mà em ở gần đây hay là em ở đâu? Đâu có đâu, em ở xa lắm. Em ở Túc ở bên Sa Corona lận. Dạ, ở em đâu, qua, ở đâu? Ở Sa Corona đó anh biết không? Ồ, Sa Carolina. Dạ, em qua đây rồi em nhờ nhà người bọn. Rồi em mướn xe em lấy tới đây gặp anh. Như thế thì bất tiện lắm em ơi. Chứ em biết cái nghề ca sĩ đó. Dạ. Người ta thường nói là hoa nở về đêm mà. Thế không, có nhiều khi em phải đi thâu băng đến 3-4 giờ sáng. Rồi có nhiều khi em phải đi làm việc riêng với anh thậm chí trắng đêm luôn, đúng không? Mà rồi em đi về nhà người ta như vậy thì phiền lắm. Anh nghĩ như thế này, anh sẽ mướn hotel cho em ở nhé. Anh nói thiệt hả? Anh nói thật. Rồi anh sẽ làm tài xế đưa em đi đây đi đó. Rồi nếu em cần thì em cứ lấy cái xe Honda của anh em đi. Anh đã gọi dealer anh đổi cái Mercedes Convertible rồi mà em thấy em công việc bề bộn quá, anh không có thời giờ anh đi. Châu cho nghe anh nói chuyện dễ thương quá mà. Em rứa mà em nghe cũng nói là mấy người cho trung tâm ban nhọt á là phách lối rồi khinh người rồi dê đủ thứ hết trơn. Em sợ kinh lắm. Ai thì sao chứ anh không phải như vậy em ạ. Em biết nhà báo ở bên này người ta đã chửi anh là cái thằng nói dốc nói xạo. Cho nên em biết là cái lúc mà vợ anh còn sống mà buồn lắm. Vợ anh chết rồi anh. Ồ, tội nghiệp quá. Thế thì ra mà chết anh. Tại vì vợ anh đi câu với mấy người bạn của bạn.
đi câu biển á. Rồi lúc bà câu được con cá đó, bà cúi xuống bà vớt con cá lên thì cái nón polo của bà rớt. Rồi bà vừa cúi xuống như thế này, con cá mập từ dưới lên nó vồ nguyên con. Alo. Anh đó hả? Tối về nhớ mua cho con thùng tả nha. Ok, bye. Anh rồi mấy con mẹ hàng xóm đó mà phiền hà lắm em ạ. Chứ chị bị vồ đó là anh có thấy mẹ ăn cá nữa không? À không em, tại vì cái lúc đó anh thấy bà rớt xuống như vậy là anh cũng cúi xuống anh nhá. Anh ngồi trên đây anh đâu có thấy được bà. Nhưng mà em ạ, cái chuyện này cũng đã lâu rồi. Chứ cũng đã mười mấy hôm rồi. À không, mười mấy năm rồi, mười mấy năm rồi. Anh thì anh chủ trương lúc nào là cũng muốn quên đi tình yêu cũ. Anh phải sống với thực tế chứ. Anh thấy một cái trung tâm ban nhạc lớn như thế này nó đè nặng lên hai vai anh. Dạ. Đúng không? Anh nói rứa thì em nghe cũng đúng. Dạ. Nhưng mà ủa, hồi nãy anh nói là anh mướn hotel cho em ở hả? Em ở một mình hả? Thôi em không dám ở đâu, em sợ lắm. Ủa tại sao? Tại em nghe nói Benny hả là mấy hotel là toàn là moa không mà moa đen, moa trắng rồi đủ thứ moa, em không dám ở đâu. Em sợ lắm. Ủa? Bộ em tưởng là anh mướn hotel cho em ở một mình à? Chứ nữa ráng. Anh không bao giờ muốn em lâm vào cái cảnh sáng mai thức giấc nhìn quanh một mình. Anh sẽ tình nguyện ở với em. Thiệt hả? Anh nói thiệt anh hả? Anh sẽ tình nguyện anh ở với em cho em khỏi sợ ma. Ồ, em đừng chị. Dạ, cảm ơn anh. Rứa thôi, rứa thì trừ em đi trả xe. Rồi em đóng xe tới đây gặp anh nghe. Dạ. Nhưng mà em nhớ như thế này nè. Trong cái thời gian em ở đây đó. Dạ. Nhá. Em nhớ sắp xếp thời gian càng nhiều càng tốt đến gặp riêng anh. Dạ. Có thế em mới mau tiến bộ. Dạ, có rồi nha. Dạ, đi thôi chị em đi nghe. Dạ. Nhớ nha. Khoan nè. Có gì, đây là cái business card của anh, có gì em cứ gọi cho anh nhá. Ủa? Cái này đâu phải, cái này là trung tâm chỗ chia tiệm cầm đồ mà. À đây, đằng sau nhá. Đây số bộ này đằng sau nhá. Dạ. Em dạ, nhớ tới nha. Dạ. Dạ. Yes. Không mở trung tâm thì làm sao chốt được mấy em này. Yes. Alo. Alo. Ông Đoàn Hùng Hậu có đó không? Đoàn Hùng Hậu nghe đấy, ai đó? Thì em try clean đây. Ông tới lấy đồ đi. Bỏ giặt cả 3 tháng không chịu lấy. Tôi nhắc cho ông lần cuối cùng, ông không lấy là đem bán gara sale hết bây giờ. Ồ, xin lỗi nha, tại mới đi Hawaii quay phim về. Tí nữa tôi sẽ tới lấy. Xin lỗi, bao nhiêu tiền vậy? 95 đồng. Nhưng dứt khoát là ông phải trả tiền mặt đấy nha. Lần trước có 31 đồng mà cũng ký check bao nữa. Ủa? Sao kỳ vậy? Trung tâm chùm lân chúng tôi không bao giờ ký check bao cả. Trời ơi, có vài chục đồng bạc mà cũng làm như dữ vậy. Thiếu nợ mà cứ đòi hoài, ai dám thiếu? Bực mình. Không ra gì. Quá chán. Dạ, em xin kính chào giám đốc. Đi đâu đi chú? Dạ, em có đọc báo thấy trung tâm trầm lân có tuyển lựa. Có. Dạ. Trung tâm của tôi có tuyển ca sĩ thật. Dạ. Nhưng mà tuyển đô vật là võ đường ở bên khu bên kia nhá, mời chú nhá. Ủa đâu có giám đốc, em là ca sĩ. Em là ca sĩ local nổi tiếng giám đốc. Dạ. Em có đọc báo thấy trung tâm trầm lân tuyển lựa ca sĩ để quay video giám đốc. Em xin được đóng góp. Dạng này mà là ca sĩ sao? Dạ, ca sĩ giám đốc. Trời, giám đốc biết không giám đốc? Giám đốc mà quay em á nghe giám đốc. Giám đốc đỡ tốn cảnh lắm giám đốc. Tại sao? Dạ, là nó vậy nè giám đốc. Mắt kia cái ống kính á, có nhiêu đây à. Mà tướng em thì nhiêu đây đó. Giám đốc thấy chưa? Bởi vậy đâu có cần phải quay cảnh chứ. Cái tốn tiền, tốn tiền trung tâm nữa. Giám đốc thấy không? Nhưng mà chú chuyên hát về là nhạc gì? Hơi rất đúng. Hơi rất này. Hay là mời. Dạ. Dạ. Bài ruột của em hả giám đốc? Bài ruột của em nha. Dạ, bài ruột của em á là Vũ Nữ Thân Gây. Hay. Đã, giám đốc theo. Hay. Dạ. Giám đốc, em xin phép. Mời. Dạ, cảm ơn giám đốc. Thế bây giờ như thế này nhá. Dạ. Theo cái chương trình của trung tâm tôi đó. Dạ. Là tháng này. Dạ. Chỉ có tuyển nữ ca sĩ thôi. Tháng sau mới tuyển nam ca sĩ nhé. Yeah. Nhưng mà cũng tuyển nam ca sĩ độ khoảng 400 bao thôi.
Dạ đúng 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 dạ. đúng giám đốc. Em mới có 399 pha giám đốc. Dạ, với lại giám đốc thông cảm cho em. Em ở từ xa tới làm giám đốc. Em ở từng đâu? Ở bên đâu? Pháp làm giám đốc. Bên Pháp dạ. Qua đây. Paris, you know? Oui. Paris. Oui, oui, oui. Oui. Giám đốc không? Với lại em lỡ hứa với con bồ của em rồi giám đốc. Em hứa với con bồ em là một khi ra đi là phải mã đáo thành công. Giám đốc thấy không? Bởi vì mình người đàn ông mà giám đốc. Đàn ông mình đừng bao giờ hất hứa với đàn bà. Có chị. Dạ, bởi vì một khi đi là không trở lại. Bởi giám đốc thông cảm cho em hy vọng hôm nay giám đốc. Chú mày mà cũng có người yêu sao? Dạ có người yêu. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em được 53, dạ em 35 tuổi giám đốc. Thì... trên 30 rồi thì hát làm cái gì nữa? Dạ giám đốc thông cảm giùm em giám đốc. Em nuôi cái mộng ca sĩ này từ lâu rồi giám đốc. Hồi em 12 tuổi tới bây giờ mới có cơ hội giám đốc. Giám đốc cho em thử giọng liền giám đốc. Dạ. Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ đó, chú đi đâu thì đi đi. Ngày mai chú trở lại, sẽ có ban nhạc đệm cho chú thử giọng. Nha. Không cần giám đốc, không cần ban nhạc. Không lý mà tôi đệm cho chú. Dạ không. Nhưng mà cho hỏi cái này. Dạ. Nhưng mà chú chuyên hát loại nhạc nào? Dạ em chuyên hát nhạc tiền chiến giám đốc. Nhạc tiền chiến. Dạ đúng giám đốc. Dạ thí dụ như là bài nào? Như là bài ruột của em nha. Bài ruột. Dạ bài ruột em thường hát nha giám đốc. Mà khán giả yêu cầu em hát tới hát luôn hoài là giám đốc. Là bài nhạc tên là Người Yêu Cô Đơn. Bài Người Yêu Cô Đơn. Dạ đúng nhạc. Chế đi, cái bài đó đâu phải là nhạc tiền chiến đâu. Cái nhạc tiền chiến là người ta hát trước khi người ta đi lính. Đúng không? Lúc mà người ta còn là dân sự đó. Dạ đúng. Đây là cái nhạc tiền chiến là phải như thế này. Dạ. Thí dụ những bài như là Đừng Sai Em Đêm Nay nè, Trái Tim Còn Trinh, bài Nhẫn Cỏ Cho Em. Dạ. Ê, đó. Bài ruột Nhẫn Cỏ Cho Em là bài ruột của em giám đốc. Có không? Dạ có. Giám đốc cho em thử giọng liền giám đốc. Bài ruột của em. Thôi tôi đã nói chú rồi. Thấy chú bay từ bên Pháp qua nó xa. Dạ cảm ơn. Không lý mà bây giờ tôi nói chú lại về lại bên Pháp là khi nào chú xuống được khoảng chừng 200 pound rồi chú quay trở lại thử giọng đi. Giám đốc thông cảm giám đốc. Em bay từ xa lắm giám đốc. Tôi hiểu. Dạ. Đi tới đi lui nó bất tiện cho em giám đốc. Tôi hiểu. Dạ. Với lại tốn tiền nữa giám đốc. Giám đốc không cho em làm ca sĩ cũng không sao giám đốc. Dạ em biết múa. Em biết ca. Em biết nhảy đầm nữa giám đốc. Có không? Dạ có. Giám đốc biết ca sĩ Nguyễn Hưng không giám đốc? Ai? Ca sĩ Nguyễn Hưng giám đốc. Ca sĩ Nguyễn Hưng à? Nhảy hay lắm mà, nổi tiếng lắm mà. Đây đúng. Này mới gọi cho tôi đây này, để tôi coi lại con sao đang xin về đây hát mà để tôi coi lại rồi. Nhảy cỡ ổng là đối với em á là vứt đi. Ồ thế à? Dạ em nghe người ta đồn nha giám đốc. Ổng là đệ tử em mà. Hả? Người ta đồn à? Ổng là đệ tử em. Giám đốc không tin hả? Em làm liền cho đúng không? Ông đốc đứng đi. Em làm liền cho đó. Đó em muốn cho giám đốc coi nè. If you want my body, if you think I'm sexy. Thôi. Mời chú ngồi. Em ngồi nhé. Dạ em. Thế chú đã đi trình diễn ở đâu bao giờ chưa? Trời ơi có chứ giám đốc. Dạ. Em đã từng trình diễn hơn 100 show rồi mày tấm nhá. Em đã từng làm người mẫu rồi giám đốc. Mày nói giám đốc nghe nha. Làm người mẫu như tụi em á cực lắm giám đốc ơi. Ủa tại sao? Dạ em vừa làm người mẫu xong nha, em phải chạy xuống dưới sân khấu hai quần áo ra để song ca với Như Quỳnh liền mà giám đốc. Ai? Nữ ca sĩ Như Quỳnh giám đốc. Nữ ca sĩ Như Quỳnh. Đúng giám đốc đó đúng. Cô ta nổi tiếng lắm đó nha. Đúng giám đốc. Đang xin về đây hát mà để tôi coi lại đã. Vậy hả giám đốc? Trời ơi giám đốc ơi. Cổ năn nỉ em hoài em đâu có chịu giám đốc. Đó nhiều khi đó cổ đưa tiền em vừa đưa tiền vừa năn nỉ em đâu có chịu. Mà năn nỉ cái gì? Cổ năn nỉ với em á là anh làm ơn anh đừng song ca với em đó. Em muốn sao em chịu giám đốc? Em đâu có chịu. Em mới bay giờ em hát bài hát liền giám đốc nghe không? Đó. Hát song ca với Như Quỳnh bài gì? Dạ bài Trái Tim Không Ngủ Yên. Giám đốc biết Trái Tim Không Ngủ Yên là vậy nè giám đốc. Đó. Ngủ em... mẹ gì được mà ngủ. Đâu ngủ được giám đốc. Em hát bài đó cho giám đốc nghe liền nha. Nghe liền nè. Nếu anh nói anh đã yêu em là thực ra anh đang nói đùa. Còn anh nói anh muốn xa em rồi là hình như em đang có bao. Đó. Hay. Dạ, cảm ơn giám đốc. Tôi phải công nhận anh có một cái giọng hát hay. Dạ, một giọng hát vô cùng nặng ký. Dạ, cảm ơn giám đốc. Thôi bây giờ như thế này. Dạ. Nếu anh không trở thành ca sĩ cho trung tâm của tôi. Dạ, anh sao? Tôi cũng vẫn mướn này.
Dạ, 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 dạ. Vì anh biết cái trung tâm của tôi đó hàng năm tổ chức rất là nhiều show vòng quanh nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới lắm. Cho nên là mỗi lần tụi tôi tổ chức show, dạ, tôi sẽ mời anh làm ca sĩ giúp đó, làm gác cửa. Tướng em sang vậy sao gác cửa lên đó? Sang lắm. Dạ. Thế bây giờ như thế này. Dạ. Bây giờ anh đi đâu thì anh đi đi nhé. Dạ. Xong là ngày mai đó. Dạ. Anh khỏi trở lại. Dạ. Khi nào cần tôi sẽ gọi anh. Dạ. Nha. Dạ. Ok. Dạ. Ủa vậy là xong rồi hả? Xong rồi bang nhá. Vậy là xong hả? Xong hoàn tất hết rồi. Xong. Dạ. Dạ, 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 giám đốc cho em gửi cái càng. Có chuyện gì giám đốc gọi em nha, giám đốc. Dạ. Dạ, cái số này số của bạn gái của thằng em. Ồ, em đang ở nhà. Ok, được, được, được. Giám đốc cứ gọi em. Ok. Em không cần phải làm ca sĩ, giám đốc. Ok, được, ok. Không cần làm ca sĩ nha. Ok. Làm cái gì cũng được hết nha, giám đốc. Ok, ok. Dạ, thôi. Nghệ thuật là có em nhớ. Ok, bye, bye. Ồ, một người. Quá là vui, coi chớp rồi. Quá yêu nghệ thuật. Rồi anh tự bên Pháp mà bay qua bên Tây, anh trình diễn tụi Đức rất khen quá trời em. Ừ, cái lần thứ nhì anh đi Úc, anh hát cái tụi hiền sĩ nó nghe được, nó qua bên Thái Lan nó đột tên anh liền em. Trời ơi, bởi vậy em. Oh, hi, hi, hi. Đến lâu chưa? Chào giám đốc. Dạ. Sao nó là một đi không trở lại, còn tới là như thế nào? Ê, giám đốc không cảm. Chuyện nào hỏi nói. Bên nó lu bu quá. Dạ. Sáng nay thì cô thư ký gọi lại là cô đi đẻ. Dạ. Thế rõ là không biết điều đẻ là không chọn ngày mà đẻ. Dạ. À, giám đốc, giám đốc. Cổ đẻ con trai hay gái giám đốc? Đã hệ. Rồi anh vừa tính đi là phát là Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên gọi lại. Ngọc Ngọn em phái ông đó lắm. Ồ, ông nổi tiếng lắm em ạ. Phái lắm. Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên gọi lại xin làm MC cho anh cuốn này rồi. Nhưng mà khoảng năm lù bù quá anh chưa có tính được. Để từ từ tính cho hai người đó anh gọi thì dễ rồi. Dạ. À, thôi bây giờ như thế này. Sao? À, ông nhạc sĩ. Dạ. Đờn xong chưa? Âm thanh rồi sao? Được hết rồi hả? Rồi bây giờ ai hát trước đây? Dạ dạ em xin được hát trước giám đốc em. Dạ. À, dạ. Thôi nhận như thế này nhá. Dạ. Mình nên nhường cho phụ nữ hát trước đi. À, đúng 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 đúng. Lady first. Dạ lady first, dạ. Lady first. Sao em? Dạ bây giờ em hả? Em hả? Em hả? Em dạ. Chuẩn bị được chưa? Dạ rồi. À. Dạ. Anh nói cho em nghe một điều như thế này. Cái cuốn video này anh bỏ ra cả bạc triệu. Dạ. Đúng không? Cho nên anh cần em hát mở màn. Để lôi cuốn khán giả. Yeah. Em nhớ không? Em là linh hồn của cuốn video này. Có thiệt hả anh? Đúng. Em chọn ra bài hát nào mà em thích nhất. Có, em có. Em nhớ mà. Anh nhắc lại. Yeah. Em là linh hồn của cuốn video này. Cố ơn anh. Dạ, cố ơn anh. À, giờ bắt đầu nha. Dạ. Rồi. Em hát đi. Em hát cái bà con gái ba chữ. Con gì? Con gái ba chữ. Con gái con gái bay trừ con gái bây giờ. Con gái. Cái bài này anh thích. Cái bài này anh thích lắm đó. Thôi bây giờ em hát nha. Ok này, em hát đờn. Cẩn thận nha, đờn cho hay cho em hát liền nha. Biết yêu là phũ phàng, biết yêu là ngỡ ngàng, rem tao cứ cảm đào mà yêu, biết yêu nó không thành, trái tim này toan tành thì xin lòng người điên với nàng. Con gái ba chữ thích lòng duyên, con gái ba chữ tha gió về, con gái ba chữ thích lòng duyên, con gái ba chữ quá thề. Anh em hát hả không? Em hát xong rồi. Hát xong rồi. Nói vậy anh đâu có nghe đâu. Em hát xong rồi đó hả không anh? Không. Không sao. Anh bảo đảm em, anh bảo đảm em rồi. Cái tiếng hát của em mà lên hình thì là tuyệt vời. Trời ơi, cái body của em như thế này mà ra CD thì không còn chỗ nào chê. Cảm ơn em. Em yên trí. Em sẽ nổi tiếng nha. Dạ, cảm ơn. Hay dạ. Quá. Chọn không lầm người. Dạ, tới nghe em. Rồi bây giờ như thế này nha. Dạ. Tại vì mình không còn thời gian nữa. Dạ dạ giám đốc. Cho nên bây giờ chú hát cho tôi nghe một cái bài very very ngắn. Ngắn thôi. Dạ ngắn. À, thôi được rồi. Đây bây giờ bắt đầu đi. Dạ. À, giờ giới thiệu tên rồi tên bài hát rồi mình bắt đầu nha. Dạ. Em xin được nha. Kính thưa quý vị, em xin được trình diễn một bài nhạc rất là lãng mạn, rất là tình tứ trong một cuốn phim đã giật giải Oscar Award. Cuốn phim đó mang tên là Titanic. Hay. Giám đốc biết không giám đốc? Cái bản nhạc này nha, nữ danh ca của Mỹ hát cái giám đốc.
nước canh danh ca nào. Dạ, mặt nano. Hay. Yeah. Ôi nổi tiếng lắm. Yeah, yeah. À, hát hát. Dạ, em xin được bắt đầu. Oh, dạ. Dạ, bản nhạc xin được tên là My Heart Will Go On. Hay, yeah. Hay. Em bắt đầu, em bắt đầu. Em thử giọng, em bắt đầu với bắt nhạc. Every night in my dream. Ê, khoan. Sao? Mình đã là ca sĩ. Dạ. Hát thì phải có ban nhạc đệm mới được. Dạ. Ok, dạ. Ban nhạc. Không có tông sao đàn nữa. Không có tông. Dạ, em không cần tông. Em tự hát được, không cần tông. À, được. Dạ, được. Em xin được trình diễn lại nha giám đốc. Dạ. Every night in my dream, I hold you, I feel you, I kiss you. Hey, bravo. Tôi thành thật khen ngợi anh có một giọng hát rất là nặng ký. Dạ, cảm ơn giám đốc. Nhưng mà như thế này. Dạ. Yeah. Tôi sẽ giới thiệu cho anh vô một ban hợp ca rất là nổi tiếng. Dạ, cảm ơn giám đốc. Dạ. Anh biết cái ban hợp ca đó đó tên gì? Dạ, tên gì giám đốc? Là ban hợp ca đưa em về miền đất lạnh. Trời lạnh quá em đó. Trời ơi, ban nó rất là nổi tiếng. Ban nhạc đó là ban nhạc gì anh biết không? Dạ, ban nhạc gì em? Ban nhạc Vạn Thọ. Hay lắm, nổi tiếng lắm. Dạ, cảm ơn giám đốc. Tôi bảo đảm tôi sẽ đưa anh vô trong bàn đó. Dạ, cảm ơn giám đốc. Giám đốc nhớ giới thiệu em giám đốc. Lúc nào họ cũng cần người hết. Anh tiên trí nha. Dạ, cảm ơn giám đốc. Dạ, cảm ơn em nhé. Dạ. Ồ, bây giờ em hát bài gì em? Ông hậu đâu rồi? Trời ơi, ra đi nói chuyện với tôi nè. Tại làm sao vậy? Chị ba khỏe không? Chị ba đừng nóng. Không sao, nóng hả? 6 tháng rồi không có một cắt tiền nhà đó. Trả nhà lại cho tôi, tôi mở bán bún riêu. Ồ, chị ba đừng nóng. Nghe tôi nói là chị ba, bây giờ tôi bận lắm, tôi đang thâu cái cuộn video với tựa đề là Trầm Luân Tuyệt Vọng. Cái gì? À không, Trầm Luân Tuyệt Phẩm. Chị ba ơi, chị ba ráng chờ cho tôi 3 bữa nữa thôi. Tôi bán cái cuộn video này xong rồi bắt đầu tôi mượn tiền tôi trả cho chị ba. Trời ơi, trước đám đông như thế này mà chị ba làm tôi mất uy tín chị ba. Ông làm gì có uy tín mà mất. Trời ơi chị ba, bây giờ đó tôi bận lắm, tôi đang tuyển lựa ca sĩ ở bên trong. Chị ba à. Tuyển lựa ca sĩ hả? À. Trời ơi, một giọng ca quanh vàng năm 99 mà không chịu lựa kiếm đâu cho xa. Ai? Tôi nè, vô ăn thử cho kìa. Chị ba. Sao? Cái cuốn video này đó à, là tôi toàn thâu nhạc ca trẻ, ca sĩ trẻ không mà chị ba. À, chê tôi già hả? À. Được, dọn đồ ra liền bây giờ. Tung quá. Chị ba, đừng nóng, chị ba vui tay. Cho không? Chị ba nóng quá không tốt chị ba. Thôi giờ như vậy nha chị ba. Thôi bây giờ chị ba hát đi chị ba. Bây giờ chị ba hát gì chị ba? À, tôi sẽ hát nhạc kích động cải lương. Hả? Cải lương. Hả? Sao không được hả? Chị ba, cái cuốn video này là tôi thâu toàn tân nhạc không hả? Đúng. À, tân nhạc không hả? À. Rồi, vậy lấy đồ đó nè. Hát. Chị ba đừng nóng nữa, tôi lại chị ba nè. À, thôi bây giờ chị ba hát nha. Ông nhạc sĩ. Đền. Này, gửi cái bóp chút. Gửi cái bóp. Thôi đưa lại đây đi cho chắc ăn. Để cho chắc ăn. Làm quê tôi gì bác? Dạ anh cho em xin miếng nhạc đi dạ. Sao tháng Chị ba. Ví dụ 6 tháng đó, hồi nãy tôi với chị ba nói rồi chị ba. Bây giờ mình vô nhạc liền đi, quên cái vụ 6 tháng. Vô ha, vô đi chị ba. Dạ cho em xin lời với nhạc đi anh hai. Nếu mai thất nghiệp anh về Cà Mau anh cắm cầu, bắt con gái bầu đầu, chờ em đi ngang anh mới cầu. Nếu cầu em được em về làm dâu cho má anh, em về làm dâu má anh mới buồn rầu, đánh
trận, em về rừng sâu em giữ trồng. Em về rừng sâu em lại mang bầu, hạ sanh ra được một thằng con trai nó giống cầu. Cái gì vậy? Vậy chị đưa đi cháu. Đừng, 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 đừng. Giám đốc đi chứ. Em là ca sĩ, chữ em cháu về giám đốc. Đừng động cho em để ha. Ngồi xuống ngay cho em, đừng động, đừng động. Hay, hay quá chị ba. Bây giờ để tôi nói ông nghe. 6 tháng thì nhà ông thiếu tôi đó. Miễn. Hay trời ơi chị ba, tốt quá chị ba. 6 tháng sắp tới đó. Miễn luôn. Trời ơi chị ba quá rộng lượng chị ba. Cho mặt bài nữa đi. Hả? Thôi chị ba. Tôi nghĩ một bài đủ rồi chị ba. Bây giờ chị ba muốn mần thêm bài nữa, tôi nghĩ là mình nên để đến 8-9 cuốn sau đi nha chị ba. Bây giờ nếu mà không cho hát nữa đó hả, thì 6 tháng tiền nhà trả ngay lập tức. Bây giờ chị ba không? Chị ba đừng nóng chị ba. Sao cũng không nóng được, 6 tháng rồi, chờ 6 tháng nay mà còn không nóng nữa. Trời ơi, cha này không có tiền mà đặt nổ ấy. Ê, chú đây, nổ hả? Không có được bọt mấy mà cũng không được. Mặt dê, mặt lừa gọt. Vậy là đi hết rồi hả? Không có tuyển lựa ca sĩ gì nữa hết hả? Vậy thôi tôi cũng về. Sáng mai đó, ông dọn ra nha. Để cho bỗng riêu dọn vô. Trời ơi, tôi đúng là trầm luân tuyệt vọng rồi. Thôi rồi, đi bưng phở tiếp rồi. Vui quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng đều vui. Ca quá độc, độc hơn thịt vịt nữa. Vậy mà tôi xin vô trung tâm ban nhạc bao nhiêu lâu nay á, trung tâm là biểu tôi chờ hết á. Tôi chờ 10 năm nay đó nha. Chờ từ khi mà tính ca nhạc trẻ cho tới nhạc già cũng chưa ai kêu. Bởi vì bây giờ chuyển sang nghề khác, MC đám cưới. Bây giờ check âm thanh nha. Test 1, test 1, 2, 3. Xoay cái loa vô chút xíu đi. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Test. Bọn này xây vô. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Test quần. Test quần. Từ đó cái quần rách rồi, leo xuống thay quần đi. Từ đó cứ làm việc mà quần rách à. Thiệt tình. Ô vui quá xa là vui, ngày xuân vui cưới ai nấy cũng đều vui. Gì vui? Ôi. Trời ơi, cứu trợ nạn nhân bạo lực mà vui cái gì? Anh nên nhớ đây là bổn phận thiêng liêng cao quý, quốc sự, cứu trợ cái chưa? Dạ, vậy em đổi nha. Ô xui quá xa là xui. Nó ba sao xui? Trời ơi, nạn nhân bạo lực người ta đang chờ cứu trợ mà xui cái gì? Trời ơi, thì khó quá chị ơi. Xong hết chưa? Dạ xong hết rồi chị. Đèn. Dạ xong xuôi hết rồi. Ánh sáng. Dạ xong xuôi. Âm thanh. Dạ ngon lành. Ban nhạc. Dạ ngon lành. Xong hết rồi phải không? Dạ. Rồi, khán giả chờ lâu quá rồi, mở màn đi. Dạ mở màn gì, em đang nhờ chị giải quyết một số chuyện nè. Giải quyết gì? Em thấy gì không? Thấy gì? Trời đất ơi, sao đó nhỏ và bự vậy? Cái gì bự? Hả? Cái gì bự? Không, cái bảng kìa. Trời ơi. Trời đất ơi. Tưởng nhìn gì chứ. Trời ơi, ai dám nhìn chị? Nè, tôi báo cho anh biết nha, khi nào có chuyện tối quan trọng mới tới chủ tịch nghe chưa? Dạ em biết rồi, nhưng mà cái chuyện này quan trọng lắm. Quan trọng cái gì? Cái gì vậy chị? Giật kinh thần hả? Không phải. Sao vậy? Handphone để rung. Trời đất ơi, cái handphone sao chị không để reng mà chị rung phía ghê vậy? Trời ơi, nổi cái rung không là tôi muốn té xuống đất rồi, nó reng cái đồng bào tưởng chuông bó động bỏ chạy hết sao? Trời ơi. Đợi chút. Dạ em cầm cho. Diều hâu gọi đây bạn. Ý quên. Má hả má? Trời ơi má ơi, con đang làm quốc sự, con đang cứu trợ nạn nhân bạo lực, con nhớ mới dặn con mua cà chua mà. Bây giờ sau khi giảng hát đó, khán giả về hết đó, con tính tiền xong hết rồi cái con về con mua cà nông. Quên, con mua cà chua cho má nha má. Ok bye má nha. Chị. Gì? Handphone hả? Chứ sao? Trời ơi, năm 2000 rồi xài cái handphone giống cái búa vậy. Nó xài nhỏ nhỏ vậy thôi. Ê, xin lỗi anh nha, cái này có giá thì trị kỷ niệm thời chinh chiến để lợi đời binh nghiệp tôi có bao nhiêu đây thôi đó nghe. Ủa? Hồi đó chị đi lính hả? Chứ sao, nữ quân nhân. Ừ, chức vụ gì? Thượng sĩ già. Trời ơi, ngon rồi đó hả? Sao? Xin lỗi anh nè, cái này hai tác dụng nghe. Sao chị? Thứ nhất, anh khỏi mất công ra phone công cộng. Dạ. Thứ hai nữa hả, thằng nào cà trấn lấy đập chích cha nó luôn á. Quá chị ơi. Sao? Nhưng mà em nói chị nghe nè. Gì? Đem đi bán đi.
Trời ơi, bán ai mua? Bán gì bảo tàng á. Giỡn hoài. Trời ơi, kỷ niệm Lệ Minh Nghiệp có bao nhiêu đây là đi HO 125 qua ôn kèo có cái này thôi đó. Gì? HO có mấy chục thì tới 125 lượng. Tại tôi nhiều chuyện tôi đổ lại lâu chứ sao? Ủa vậy hả? Mệt quá đi. Nè, em nói chị nghe nè, có nhiều có mấy chuyện này nhờ chị giải quyết giùm em nè. Chị ơi. Gì vậy? Đây nè. Chị biết bà Kim Thoa không? Biết. Bà ủng hộ $500. Dạ. Dạ. Trời, được quá vậy? Dạ, nhưng mà với một điều kiện á, là phải cho bà hát cái bài tiếng hát con chim đa đa. Trời đất ơi. Con mẹ nó mà chim đa đa cái gì? Con mẹ có một chim le le à? Trời ơi, ai hát bài đó qua tôi? Tôi đợi Bảo Lục năm tới là tôi hát, tôi đăng ký bài đó tôi hát đó. Trời ơi. Chứ sao? Bảo Lục đã chờ tập 2 nữa hả? Chứ sao? Chứ bọn anh không nghe nói là trời răng trời hành kết lượt mười năm đó sao? Thôi chị ơi. Cái sao? Chuyện đó là chuyện không được, 500 không có được, 700 mới được. Không được, em nói chuyện nghe nè. Chứ sao? Bà ủng hộ 500, bà còn ủng hộ cho buổi tiệc á là 5kg hột dưa, 10kg hột é, 10kg kẹo mẹ đậu sửng. Mẹ sửng hả? Mẹ sửng á. Trời đất ơi, khán giả người ta coi, người ta ăn rủi mắt răng rồi tâm đâu người ta xỉa rồi, tâm này người ta đâu ta vỗ tay. Không sao, bà này mới kỹ lắm, mới tặng thêm 5kg tâm xỉa răng. Vậy được, bây giờ anh phone cho bà liền đi, anh kêu đem tiền, đem tâm xỉa răng, đem mẹ sửng gì ta đây hết đi, lẹ lên cho cái phone nè. Thôi cảm ơn chị. Cái phone nè. Thôi cái phone chị khi nào đếm cử tạ mượn. Thời buổi này là sẵn nó phun đi nữa. Dạ còn nữa chị. Vụ gì? Chị biết bà Tòng không? Biết. Bà chủ tiệm bún mắm Hương Xưa đó. Biết. Bà đóng góp $200 Yeah. Trời. Nhưng mà còn một điều kiện nữa. Vụ gì nữa? Bà đòi song ca bài Unchained Melody. Trời đất ơi. Ăn mắm không mà Unchained Melody cái gì trời. Không được. Người ta đơn ca còn 700 mà bà mà song ca mà 200 nó được. Ủa tình. Dạ. Cái miệng anh đâu? Em biết rồi. Anh đâu biết điều hay sao vậy? Em nói chị nghe chị khó quá. Trời khó cái gì? Cái này là buổi văn nghệ cứu trợ nạn nhân Bảo Lục chứ đâu phải là thuyết Nga Paris đâu mà chị khó vậy. Bây giờ tôi nói anh nghe, ai cũng đòi lên hát á đó, chương trình kéo dài tới sáng luôn á. Vậy anh kêu đồng bào đem mụn mình chiếu gối lại ngủ vừa coi vừa ngủ luôn. Thôi để chuyện đó em sẽ điêu bả sao nha. Chị còn nữa chị đi bài còn nhiều chuyện quan trọng lắm. Vụ gì nữa? Nè, còn một người nữa. Ai? Cái bà hội trưởng hội thần kinh á. À, con mẹ điên đó hả? Không phải. Bà này có hơi nổ một xíu thôi à. Ừ, sao? Chị nghe nè, cái bà mà tên gì nè? Lê Hoàng Diễm Cát Châu Thúy Vĩnh Thụy. Cái tên bà dài khó nhớ lắm. Tên nghe thấy ghét rồi đó. Bà ủng hộ mình $700. Chắc đòi hát bà chị tôi chứ gì? Không, bà này không đòi hát. Chứ làm gì? Sao biết điều quá vậy? Bà đòi nói. Trời đất ơi. Thà là con mẹ hát đi. Trời ơi, con mẹ này nói dai lắm. Anh nhớ không, con mẹ mà cầm cái micro lên hả là keo dính vô tay, mẹ không có rời đâu. Con mẹ này kiếp trước câm, kiếp này con mẹ nói bù đó. Tôi nói anh nghe, kỳ rồi anh nhớ không, mẹ mà lên hội trường mẹ phát biểu đó. Dạ. Trời ơi, khán giả ta ngủ hết trơn hết trọi vậy đó mà đâu có chịu xuống đâu. Không được, bây giờ nè, anh dụ mẹ hát bài đi, bài có 5 phút thôi. Không, em biết rồi chị, nhưng mà khổ quá cái bà này bà hay giới thiệu em đi show đám cưới lắm. Bây giờ em lấy tiền rồi. Khổ tình. Dạ. Này chịu riêng của anh nha, đây là cứu trợ nha, đây là quốc sự, không có đem vô đây nghe chưa? Ôi chị ơi, mở màn đi. Đồng bào chợ lâu quá, tao bỏ tao về hết bây giờ đó. Tới rồi. Chào bà chủ tịch ạ. Chào anh Lý Hiếu Tình. Dạ. Trời ơi. Ôi sao có quần áo biết đi? Đâu có cái gì đó, cái này là nhà em, anh ơi, dở ra chào. Trời ơi. Để chào anh Tịch. Anh ơi, sao bắt lịch sự thế này? Quay vào. Trời đất ơi. Trời ơi, thì bà hối quá. Tôi gặp cái nào tôi quơ cái đó chứ tôi biết đâu. Đi ai đâu, ngờ nó dính theo đâu. Cái này là 10 năm về trước, cái size nó nhỏ rồi, cất vào. Đi đâu đem theo quần áo thiệt. Dạ, dạ xin lỗi. Trời ơi, kẹt xe đâm ra tới hơi trễ ạ. Chủ nhật mà kẹt xe cái gì? Lúc nào làm bộ tới trễ để ta chú ý. Phải kẹt ở thương quê luôn thì đỡ biết mấy. Thấy chết bà chủ tịch. Trời ơi, Mercedes mới mua mà làm sao mà kẹt trên phi quay được. Nổ cái thương luôn. Vui tiếc quá. Nè. Sao anh? Tôi dặn anh nha. À. Kỳ này chụp hình phải thấy đầy đủ bà con cô bác nha. À. Kỳ rồi anh chụp hình của mình bả không à? Đâu có. Ê, bà anh không nhớ kỳ trước chụp một cái tấm hình này, cái kỳ mà bà chủ tịch mặc cái đầm màu đen đấy, trời chụp trúng cái đùi bà chủ tịch to như đùi voi, nhớ không? À. Có mà. Bây giờ sao bắt đầu chưa? Dạ bắt đầu chưa. Dạ, hồi nãy tụi tôi họp với nhau rồi. Vâng. Và quyết định là cho bà phát biểu. Vâng, cảm ơn. Dạ, nhưng mà với điều kiện, dạ chương trình dài lắm, xin bà phát biểu chừng 5 phút thôi. Ờ hay. Dạ. Cái gì? 700 mà có 5 phút à? Thế chém cha người ta. Trời ơi, cũng vừa phải chứ. Cái gì mà 700 mà 5 phút? Nè chị Vinh Thủy, chị đây là chị cho đồng bào và nạn nhân Bảo Lục chứ chị có cho tôi đâu mà chị trả giá. Không phải. Em chịu chị đem tiền về đi. Trời, làm gì mà nóng thế? Thôi. Thế bây giờ thế 5 phút đủ rồi em ơi. Em về nhà em nói từ sáng tới tối cũng có anh nghe mà. Rồi đó, bây giờ được rồi đó. Không, trời đất ơi.
về nhà nói chỉ có một mình anh thôi, còn đây có khán giả, tôi muốn nói chuyện với khán giả. Này, thế bây giờ thôi, 707 phút được không? Không được. Dạ, thôi, chị thông cảm 5 phút thôi chị. 5 phút thôi. Rồi bây giờ chị chịu rồi phải không? Bây giờ chị vô hội trường chị đứng đi. Đợi chị nào anh hữu tình kêu chị ra chị hãy ra ha. Thôi tôi không có đứng đâu trời. Cái áo may cả mười mấy nghìn đô la, đứng ngồi nó nhanh làm sao không có được. Tôi đứng đây à. Chị nói vừa phải cái áo gì mấy mười mấy ngàn đô la. Ừ hay thì cái áo này, cái mất vải này nó dành riêng cho những người trẻ đẹp duyên dáng và thơ ngây mà lại. Ủa gì đâu mắc mớ tới chị đâu. Sao lại không mắc mớ? Người ta design cho mấy người duyên dáng trẻ đẹp và thơ ngây. Ừ. Còn chị? Sao? Sắp lãnh tiền vàng thơ ngây đó chị. Vui tiếng quá. Tôi nói chị nghe nè. Gì? Tôi giới thiệu chị mặc cái áo này vô nha. Không những quan khách của chị mà còn vợ nó kính cẩn nghiêng mình chào chị liền á. Áo gì sang thế? Vì áo gì không? Áo gì? Áo quan. Quan gì? Áo quan tài. Rồi nó tào lao quá mà mở màn đi. Dạ mở màn. Giờ tôi vào trong nhá, rồi cái gì giới thiệu ra nhá. Dạ vâng. Mình vào trong. Dạ. Có chừng giờ hết quần áo em bây giờ vào trong đây chị mình ơi. Chị chờ chút xíu chị. Đây đường này mình. Em làm gì? Ông tên. Dạ. Anh đem cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái máy vỗ tay. Cái gì vậy? Em làm MC á, em phải có cái vỗ tay em nói mới được. Trời ơi. Ví dụ như vậy nè, em nói xong một cái em bấm vậy. Nè. Còn chưa nữa. Em làm đám cưới nhiều khi tao biểu em kể chuyện vui mà em thấy hình như em không có duyên. Kể không ai cười hết. Đúng, vô duyên. Em nghĩ ra kiểu này liền. Em kể chuyện vui xong xuôi ha. Kiểu gì? Em bấm vậy. Cười. Được không chị? Được không? Bởi vì vô duyên quá mới cần tiếng cười. Anh làm MC đám cưới quen rồi, khán giả người ta cái miệng người ta nhai tay, người ta cầm đũa, tay đâu người ta vỗ tay. Cái đây là em thấy không, khán giả đồng bào tới đông quá trời quá đất rồi, chỉ cần anh nói có duyên là người ta cười liền, người ta vỗ tay liền, đâu có đợi anh. Mở màn. Dạ mở màn hả chị ha. Dạ kính thưa quý vị, MC Lý Hữu Tình thân ái kính chào quý vị khán thính giả. Khỏi bấm máy. Dạ kính thưa quý vị, tôi xin chào đàn trai, đàn gái và đàn lại cái cũng chào luôn. Gì đâu tên? Chưa. Giờ ngày lành tháng tốt đã tới, giờ hoàng đạo đã tới. Xin mời cô dâu chú rể bước lên sân khấu. Trời, ổ tên. Dạ. Cứu trợ. Cái gì hả, anh lộn. Thôi làm em xin đám cưới quen. Lộn, nó vô máu ba đời rồi chị. Dạ làm lại. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay là buổi văn nghệ cứu trợ nạn nhân bạo lực tại quê nhà. Chúng tôi rất hân hoan chào đón và cảm ơn quý vị tới góp mặt đông đủ. Và để khỏi làm mất thời giờ của quý vị, tôi xin giới thiệu quý vị bà hội trưởng hội hiền mẫu, đại diện những mẹ hiền trong thành phố, có vài lời phát biểu cảm tưởng. Đó là bà Quỳnh Thị Bông. Và đây bà quả phụ Quỳnh Thị Bông. Giới thiệu chủ tịch được rồi. Trời đất ơi, cái quả phụ này quả phụ nọ hoài à, chồng tôi chết lâu quá trời, sắp sửa lấy chồng mới rồi quả phụ hoài à. Ủa? Em nhớ chồng chị mới chết 4 tháng mà. Ủa mới 4 tháng hả? Ờ. Trời sao thấy lâu dữ vậy? Trời ơi. Dạ kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã tới đây thật là đông đủ để ủng hộ buổi lạc quyên cứu trợ đồng bào nạn nhân bạo lực tại quê nhà. Thật là cảm động khi thấy quý vị hiện diện rất là đông đủ. Quý vị nào đã đóng góp rồi, bây giờ góp thêm không có sao. Quý vị nào chưa đóng góp, bây giờ móc bóp ra cũng chưa có muộn. Dạ kính thưa quý vị, thiệt là cảm động. Tôi nói bao nhiêu đó tôi nghĩ là quá đầy đủ rồi, phải không quý vị? Tôi ghét ai nó dài, nó dở lắm quý vị ơi. Một chút xíu nữa đây á, anh Hữu Tiền nè sẽ công bố cái tổng số tiền á là quyên được trong đợt này. Dạ xin kính chào quý vị. Dạ kính thưa quý vị, sau đây là phần quan trọng của bữa tiệc, đó là phần cắt bánh. Dạ xin mời cô dâu chú rể bước lên sân khấu. Trời ơi bánh gì? Ủa, em lộn hoài trời ơi. Người MC đám cưới nó nhập vô máu em quên. Làm lại. Dạ xin lỗi quý vị. Dạ sau đây tôi xin giới thiệu quý vị một người mạnh thường quân. Đó là bà hội trưởng hội thần kinh. Người đó không ai xa lạ, chính là bà Lê Hoàng Diễm Cát Châu Thúy Vĩnh Thụy. Lộn. Châu Thúy Vĩnh Thụy. Dạ. Yeah. Thank you.
tôi dặn nhỏ, tôi dặn nhỏ cái này nhá. Dạ. Khi mà tôi cứ mở mồm ra, anh cứ mở cái máy vỗ tay cho to tiếng á, cho nó bốc lên. Dạ dạ. Bây giờ dạ, tôi dạ, bắt đầu à. Bà nhớ có số đám cưới giới thiệu tôi. Vâng vâng. Bắt đầu cho tôi tiếng nhá. Mi 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 ma ma ma. Ủa Tình, anh nhớ cái nút nào bà làm xong vậy em Tình? Bà không biết hả? Bà hội trưởng hội thần kinh. Bà làm gì vậy? Bà làm gì vậy? Luyện thanh. Trời đất ơi. Ta hát là luyện thanh, nói là luyện thanh là đúng là thần kinh. Dạ, anh quanh kia. Dạ, kính thưa quý vị. Vâng. Dạ, kính thưa quý vị. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị. Tôi... Thôi! Cái gì vậy? Trời ơi, sao lại cứ nhảy vào trong họng tôi, làm sao tôi nói chuyện? Trời ơi, bà giảng tôi là bà mở miệng tôi bấm. Trời ơi, khổ quá. Thôi thế này bây giờ nhá, tôi ngoắc tôi kêu vỗ thì mới vỗ nhá. À, ngoắc cái là bấm liền. Vâng, dạ, rồi, dạ, dạ. Tôi làm lại nhá. Dạ, 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 kính thưa... Dạ, kính thưa bà Chủ tịch Hội Hiền Mẫu. Dạ, kính thưa quý vị đại diện cho các hội đoàn. Dạ, kính thưa đồng bào bà con cô bác. Tôi thì là Lê Hoàng Diễm Cát Châu Thúy Vĩnh Thụy. Xin chào quý vị đồng bào bà con cô bác ạ. À. Dạ, bấm một, bấm một, bấm một. Bấm đi. Bấm. Vâng. Dạ. Dạ, dạ thưa, sợ tôi thú thật với lại quý vị khán giả là tôi rất là ngần ngại khi đứng trước đám đông ạ. Bởi vì tính tôi thì rất là ít nói. Đâm ra là đứng trước công chúng thì tôi lại vô cùng ngần ngại. Cho nên là tôi không biết nói gì hơn là tôi rất là không biết trước đám đông thì tôi nói gì, mặc dù tôi rất là ít nói ạ. Dạ thưa, tại vì cái tính tôi ít nói quá đó, mà coi như là bà chủ tịch thì cứ thúc giục mãi, rồi ban tổ chức thúc giục mãi. Cho nên hôm nay tôi cũng đành là cắn răng đứng lên đây thôi, chứ thật sự tôi chẳng muốn nói tí nào ạ. Dạ thưa thì coi như là tôi cũng chả có chuẩn bị gì trước cả đó. Đâm ra tôi nói thì dạ, tôi chỉ nói bà một phút rồi. Thôi thì thế này nhé, coi như là bà chủ tịch đây là bà chủ tịch nói là cho tôi nói 5 phút. Nhưng mà khổ quá, với cái tính ít nói như tôi thì tôi nói làm sao mà hết được 5 phút ạ. Cái tôi, đối với tôi mà đứng trước công chúng như thế này thì 5 phút nó dài như 5 năm ấy ạ. Mà 5 năm thì nó là 1825 ngày, một ngày nó 24 giờ, 1 giờ 60 phút, 1 phút nó 60 giây. Đâm ra là không biết làm sao mà nói cho nó hết. Đâm ra thì thật xấu hổ quá đi. Dạ thưa, sở dĩ thế này là tôi ngần ngại đứng trước đám đông mới là tại vì tôi biết bây giờ tôi thì tôi có tí tuổi rồi, nhan sắc không còn như xưa nữa. Ấy thế mà nhà tôi đây này, nhà tôi lại cứ lúc nào khen là em vẫn còn xinh đẹp như xưa. Nhà tôi thì tính cứ thật thà như đếm đấy ạ. Nói thật chứ chả phải là nịnh bợ gì tôi đâu. Nhưng mà tôi nghĩ chắc có lẽ là chồng tôi nhớ cái hình ảnh tôi hồi mà tôi còn làm hoa khôi của trường Cu Văn đồ Gia Dô ở Pleiku đấy mà. Trời ơi, mình ơi, mình ra chào khán giả đi mình. Dạ, đây là nhà tôi ạ. À. Vỗ. Cười. Chết. Cái gì vậy? Cái gì cười vậy? Ủa trời ơi, có gì không? Cái quần rách hả? Không. Đâu có gì. Sao cười như vậy? Cái gì đấy? Dạ dạ, xin lỗi. Em bấm lộn nút. Trời ơi, tại tình này nè. Xin lỗi, em bấm lại. Cho đàng hoàng. Dạ, dạ, dạ. Dạ, anh chào lại khán giả đi. Vâng, mình tự vỗ tay luôn cho chắc ăn. Dạ vâng ạ. À. Dạ. Đây nhà tôi ạ. À. Anh ơi, anh chụp em đi chứ đứng thuẫn mặt ra thế. À. Căn cho kỹ nhà lần trước thì căn làm sao mặt vừa già vừa xấu à? À. Đấy. Đấy, canh vừa mặt lần trước vừa già vừa xấu ấy. Trời ơi. Người xấu như ma kêu chụp đẹp sao được. Vâng, chờ thế. Anh ơi, thế bây giờ cứ mà bây giờ em đứng xong anh cứ chụp cho em nhé, chụp cho đàng hoàng nhé. Đây này, nằm vật ngửa ra, cái ống zoom ngắn thế làm sao mà chụp, kéo dài ra. Em muốn dài chút hả? Ừ, dài ra, chỉ mặt em đàng hoàng. Như thế đủ chưa? Cho nó dài ra tí nữa. Dài nữa à? Ừ. Muốn dài chuyện thì dài. Rồi, đấy, chân zoom thế nhé. Chụp hình chuyên nghiệp, không cần để trên, để dưới cũng vô. Rồi. Khoan từ từ, khoan như chụp từ dưới lên trên cho người nó cao nhé. Đây này, đấy cái tức. Đấy. Cái tấm này là
để ở phòng ngủ nha. Đây đây nha, còn cái tấm nghiêm trang là để living room. Rồi còn cái thế dễ thương này, đấy đây, cái này, cái thế này chắc là để trong toilet hợp. Rồi được rồi, thế được rồi, được rồi là, được rồi, tiếp tục, chủ sao phải quay phim nữa nhá. Đấy, lên, đây rồi. Dạ, xin lỗi quý vị khán giả là mất thì giờ quý vị nữa. Mặc dù nãy giờ tôi lại chưa nói được lời nào, cứ báo uống mãi. Bởi vì tính tôi thì tôi ngần ngại trước đám đông lắm ạ. Dạ thưa quý vị, như thế này thì bây giờ tôi nói thẳng là thế này nhá. Thì coi như là ban tổ chức giới thiệu tôi là Mạnh Thường Quân của cái đêm văn nghệ cứu trợ nạn lụt. Thì thật tôi xấu hổ lắm ạ. Tôi xấu hổ lắm ạ. Đừng có đứng bên này có thẹo quay qua đây này. Là bởi vì thế này ạ, tôi chỉ có nộp 700 ấy mà. 700 đô thì là như muối bỏ bể ấy. Như là cát trong sa mạc thì có thấm tháp gì với nỗi đau của đồng bào mình bên quê nhà. Nhưng mà thôi thì mình có chút tình, mình nghĩ đến đồng bào là được rồi. Thì trong cái 700 đấy là có nhà tôi góp vào 200. Anh đứng lại đây, đấy. Vâng, góp vào 200. Thì coi như giá như mà ngày xưa nhà tôi vẫn còn là Genezo mà manager, có nghĩa là tổng quản lý của Bank of America đó, thì coi như là sẽ nộp nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ lại về hưu rồi, tiền bạc nó cũng hơi như là eo hẹp, rồi lại cứ thích là làm từ thiện. Hôm nay hết nộp quỹ cứu trợ này rồi, ngày mai lại đóng góp quỹ từ thiện khác. Đâm ra thì nó chỉ có tí tỉnh thế thôi ạ. Nhưng mà thôi, tôi cứ khuyên chồng tôi là chụp đi, cười cái gì mà nhăn răng cười thế. Tôi cứ khuyên chồng tôi là thôi thì bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng mà chung một giường. Một giàn. Đấy, thôi mình nhịn ăn nhịn tiêu đi một tí rồi mình đóng góp cho nó quỹ. Rồi coi như là mình coi như là người ăn thì còn và con ăn thì hết. Đâm ra là cứ thế mình đóng góp anh nhỉ. Rồi để cho nhà, để đức cho con cháu mai sau này. Vâng. Nè hả? Nói mà chị giới thiệu dòng họ tiểu sử nhà chị ra hết 5 phút rồi vô đi chị ơi. Cái gì hết 5 phút? Không. Tôi canh kỹ lắm. Bà canh cái gì? 5 phút qua rồi. Bà chủ tịch mà chưa tới. Thôi bà thông cảm. Bà vô lẹ lẹ đi, nói vòng vòng hoài cái bà. Cái gì vô lẹ lẹ? Nhưng mà thế này này, thôi bây giờ như vậy là công bằng nhất nè. Mình cứ hỏi như là khán giả, xem là khán giả còn có muốn là tôi nói hay không nhá. Thế bây giờ quý vị khán giả là có muốn tôi nói nữa hay không ạ? Không. Không ạ. Vâng, cảm ơn quý vị khán giả. Dạ thì sau cái bài nói chuyện này tôi sẽ trình bày nhạc phỏng không một người ánh chín cho quý vị nghe ạ. Quý vị quý hóa quá. Dạ thì là thế này, coi như gia đình tôi thì cứ thích làm việc từ thiện đấy, thì thôi tôi tóm lại như thế này nhá. Sau khi mà nhà tôi coi như là Genezo manager đó nộp vào 200, thì cháu Vicky là cháu gái đầu lòng nhà tôi ấy thì cũng hăng hái nộp vào 200 cho mẹ, bảo là mẹ đóng cho quỹ từ thiện. Thôi thì đây chắc cũng nhiều người biết cháu Vicky nhà tôi như thế nào rồi. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều làm gì là mất thì giờ quý vị khán giả. Mà tính tôi thì lại là ít nói. Dạ thưa, cháu thì coi như là vừa tốt nghiệp bác sĩ xong. Hiện giờ là cháu đang... Rồi ạ, hiện giờ là coi như là cháu đang học thêm về chuyên khoa. Dạ, cháu đang học về Specialist đấy ạ. Dạ. Thôi. Vô đi bà ơi, được rồi. Cái gì thôi? Chắc khán giả muốn yêu cầu em hát bài nữa. Dạ vâng. Sau các bài không muốn anh chín thì tôi xin trình bày nhạc phẩm thôi của Yvonne ngay ạ. Dạ vâng. Dạ cháu thì thật sự thế này này, cháu mới đầu, cháu Vicky đầu lòng thì tính là tính học như là về thẩm mỹ thôi, có như về dermatologist đấy ạ. Có nghĩa là về da đấy. Ấy thế nhưng mà thẩm mỹ thì bây giờ nó kiếm nhiều tiền lắm cơ ạ. Nhưng mà tôi nghĩ thế này này, ngành thẩm mỹ thì nó chỉ có là làm đẹp cho đời thôi, mà nó lại không cứu đời. Mà truyền thống gia đình ta đó, coi như là thích làm từ thiện, lại thích thi công bố đức, cho nên con bỏ ngay cái nghề dermatologist mà con chuyển sang nghề mổ tim cho mẹ, nó mới gọi là cứu đời. Dạ vâng. Coi như thế là cháu, coi như là cháu mới nghe lời tôi ngay ạ. Thì quý vị cũng biết rồi, cái xứ Việt Nam, xứ Mỹ mình đấy mà, coi như là nó lắm bệnh nhà giàu vì là thức ăn dư thừa quá. Nào nè, diabetes này. Diabetes là gì? Tiểu đường. Tiểu đường đó, tiểu đường diabetes. Anh ơi, nhiệm vụ của anh là cái gì thế? Chụp hình. Đấy. Vâng. Đấy, nào là diabetes này, rồi cholesterol này, rồi coi như mỡ trong máu, đường trong máu này, rồi coi như là ngộp tim mà chết, nó gọi là heart attack đấy ạ. Vậy cái gì? Cái gì vậy? Bằng tim, bằng tim đó. Không có. Đo ngực.
đồ anh nguyệt tự nhiên đâu ngược cha. Đồ ánh sáng dùng nghịch để chụp cái áo vợ tôi cho bỏ. Anh ơi, đo ở nhà được rồi, ra đây còn đo nữa. Ủa Tình. Dạ. Lôi bả vô hết giờ rồi. Dạ. Tôi nói tí nữa, Dạ vâng, thế thì dạ cháu nó bây giờ hiện giờ vẫn còn đang học về Special Alice ạ. Thì tôi mới hỏi là kiểu như là tương lai cháu muốn cái gì. Cháu mới bảo cháu chỉ thích là xả thân cứu đời thôi, cho nên cháu quyết định là phải lấy chồng là bác sĩ để cùng nhau cứu đời. Chứ những cái thằng mà vớ vẩn không bằng không cấp kèo hè là đừng bao mà vớ vào con bà đấy nha. Dạ vâng bố. Dạ. Dạ, cảm ơn chị nha, hết giờ rồi, mời chị vô ha. Cái gì mà vô, tôi còn nói nữa. Ủa Tình. Dạ. Bố bà nghe nè, bà tốn vô, bà tốn hoài, tốn hồi, bà tốn cổ bà vô luôn bây giờ đó. Không, cái gì cũng phải vô lẻ vô cái đi. Lần này tôi, chưa. Lần này tôi tóm thật. Lần này tôi tóm thật nhé. Tôi tóm thật nhé. Thế này, bây giờ, lần này tôi tóm thật coi như là, anh ơi, hồi nãy quần áo em á, anh mang vào mình chưa thay, anh mang ra đây cho em thay đây. Có đẹp cái đó không? Có hả? Có chứ. Này anh lấy cho em cái áo mà nguyên cái bờ vai gầy ruột nhỏ của em đấy, vào lấy cho em. Ê, thôi. Từ cái giờ phút này cô thay quần áo nữa mà. Sao mất cái gì? Giờ người ta bây giờ bà nói hay là bà vô? Tôi nói thôi được rồi, để giải quyết. Anh thế bây giờ anh cứ chịu thế này nha, rồi mai mốt mình đút vào computer đó mình cởi quần áo cho nó đẹp nhá. Bản thân phải không? Bản thân. Bản thân mất gọi luôn đi. Ừ. Đấy. Gì? Lôi vô. Anh Tình. Cái gì mà nóng thế? Chuyện gì nữa? Móc giùm. Móc gì? Móc tiền trong túi ra giùm nè. Cái gì? Trời ơi, kêu móc gì cha nội. Cái gì? Lấy giùm 300, tôi đóng thêm 300 chẳng ngàn. Làm đơn năn nỉ bà chủ tịch cho vợ tôi nói thêm mấy phút đi. Thà bà nói ở đây, hồi hương về nhà bà nói tới sáng chết cha tôi luôn. Tôi đóng 300 phút chẳng 300 ngàn. Nè, cất đi. Sao bà chủ tịch được không bà? Cho thêm 5 phút nữa. Dạ. Vâng, dạ thêm 5 phút nha. Vâng, dạ. Dạ, khán giả quý hóa quá lại bắt tôi đứng đây nói nữa. Dạ thưa thế này ạ. Bà chủ tịch nóng quá chứ thật sự thì tôi thường hay nghe người ta nói cái câu nói này này. Con gì mà chẳng có lông, ai họ hội nghị mà không nói dài, đúng không quý vị? Dạ, vấn đề thế này. Dạ rồi, coi như là hôm nay đấy, thật sự tôi thấy là khi mà tôi trên đường tôi đến đây thì là trời nó hơi chớm thu quý vị ạ. Ơi ngoài trời thì bắt đầu ấm áp rồi, lá vàng lại rơi nhẹ nhẹ. Rồi quý vị bỏ bao nhiêu thì giờ vào đây ngồi nghe tôi nói thế này thì quý hóa quá ạ. Cho nên tôi sẽ tóm lại hết sức là ngắn gọn. Coi như là sau khi mà bố nó là coi như là bỏ ra 200, rồi cháu đầu lòng là bác sĩ bỏ ra 200, thì thằng con út của tôi nó bỏ ra 200 ngay. Chả giấu gì cái thằng út ít nhà tôi, cái thằng Michael ấy mà, trời ơi coi như là thằng khỉ đó, nhỏ thì lười học lắm đấy ạ. Suốt ngày cứ bám váy mẹ đấy, lười học thế cho nên bây giờ nó chỉ là engineer computer drive mà software thôi. Dạ, mà người ta lại bảo hai cái dòng họ mà ra hoài vậy. Sắp xong rồi. Coi như là người ta bảo là phúc đức tại mẫu bà ơi, con dai thì chịu phước mẹ. Ôi giời ơi, engineer thì coi như một tháng lương 3 cọc 3 đồng ấy mà, nhưng mà hên một cái là nó lại nộp cái bằng software vào hãng, cuối cùng nó lại trúng xì tóc ạ. Bây giờ nó lại chịu phú trước con chị bác sĩ nó đấy ạ. Mà cháu nó bình dân cứ như là tôi ấy. Coi như tôi mới hỏi thế con muốn lấy vợ ở tương lai như thế nào, thì nó mới bảo thế này này. Nó mới bảo làm thì là cứ lấy như là mẹ là được rồi, hiền như mẹ đấy, xong rồi như là phục tùng chồng như mẹ, chồng nói gì cũng nghe hết. Cái gì đấy ạ? Cái gì? Chụp hình cái gì mà dí sát vào đây là mũi nó to bỏ bớ đấy ạ. Chụp phải như cái này mới thấy sống mũi chứ. Bực mình quá. Dậy mãi mà không xong. Dạ. Tới đâu rồi? Tới nói cái trời là giống bà đó. Vâng ạ. À, thì cháu nó bảo cháu nó chọn vợ cứ như mẹ là được rồi ạ. Trời ơi, chết. Tiêu đời con tôi rồi. Thêm một nạn nhân nữa rồi. Dạ. Vô đi. Vô tiếp đi. Rồi bà vô đi. Không. Tóm hoài. Không phải bây giờ tôi từ giã xong rồi tôi từ giã. Từ giã rồi bà. Mừng quá từ giã rồi, mừng quá. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Dạ kính thưa quý vị khán giả. Cứ ngày ngày đó tôi ngồi trong căn biệt thự trên sườn núi nhìn ra biển. Hoặc là tôi lái chiếc Mercedes đời mới nhất đi shopping. Hoặc là tôi bước vô trong tiệm Chanel mua một cái áo lông thú $4,000, tự
dưng tôi nhớ tới đồng bào mình lạnh lẽo trong bể nước mênh mông. Tại quê nhà mà tôi không cầm được nước mắt. Võ. Võ Tâm. Trời ơi là trời. Cái hồi tôi đi nữ hôn nhân, tôi đánh trận Bình Long anh Dũng đó, pháo trên đầu tôi mà tôi không điên, mà cái trận này trời ơi là trời. Không phải, bà xuống sề. Tôi điên rồi đó nghe, tôi điên rồi đó nghe. Không phải, bà xuống sề, tôi muốn mượn nhạc để diễn tả. Không không được rồi, bà cứ yên tâm, để tôi giải quyết. Bà vô lẹ nha bà. Để tôi chết điểm trận. Thôi một giây, thôi một giây, không cho tôi nói tôi chết. Cái này hay lắm. Dạ, kính thưa quý vị, coi như là trời hành cơn lụt mỗi năm, gây nên bao cảnh tan thương chết chóc. Bởi vì người xưa người ta có câu là tiền bạc chỉ là của phù vân, của cải chỉ là bọt bèo, nay còn mai hết. Bởi vì ông bà mình có cái câu thế này là dù xây mấy nóc phù đồ, không bằng lòng phước giúp cho một người. Tự dưng bây giờ tôi thấy tôi xấu hổ quá, tôi bé nhỏ quá, tôi hèn mọn quá. Trước một nỗi đau thương thảm khốc của đồng bào quê nhà mà tôi chỉ nộp có 700 bạc thì trời ơi, tôi bé nhỏ, tôi hèn mọn quá. Anh ơi, anh rút lại 700 đi anh, trời không, ơi. Không, có ngàn lần. Ngàn à? Lại đưa 300 nữa. Rút lại đi. Có nghĩa là đưa lại ngàn bà cho cái khác hả? Vâng. Đưa lại ngàn bà. Trời ơi, tôi xấu hổ. Đưa khác lớn hơn. Trời, bây giờ với niềm đau của đồng bào quê nhà mình, dạ, phải có một món quà giá trị hơn. Dạ đúng rồi. Vâng, có một món quà giá trị hơn. Dạ. Có một món quà phải xứng đáng với nỗi đau đó. Dạ tôi biết. Trời ơi, tôi xấu hổ khi mà tôi nộp 700. Dạ. Dạ bây giờ đó, cái món quà này nó táo bạo lắm. Chồng con tôi chưa biết, dạ, ban tổ chức chưa biết, nhưng dạ, mà tôi quyết định là tôi phải tặng tôi cho đồng bào quê nhà. Cái món quà quý giá đó là tôi xin tặng đồng bào quê nhà, dạ, nhạc phẩm Thương Về Miền Trung. Trời ơi! Thôi 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 thôi. Trời đất ơi! Khổ quá! Khổ quá! Tôi phải tặng cho nó xứng đáng mới được. Trời! Trời ơi! 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 Dạ, dạ xin lỗi quý vị. Dạ, coi như là buổi văn nghệ cứu trợ nạn nhân bạo lực ngày hôm nay đến đây chấm dứt. Thân ấy kính chào quý vị khán thính giả. Và này, trước khi chào cho tôi tóm lại tiếng với quý vị đã. Lên! Lên! Chào! Trời ơi! Cô vô!